Thôi ấy lại được không chị? Không. Nhạc tắt luôn mà. Thì tắt em phải phát lại đó. Không à, tự nhiên hết chứ. Chị coi hẳn có phát. Chị coi hẳn có ấy không? Tự nhiên cái thoát ra đó. Sao? Bụng ghê á. Ừ, phải vô lại, không ao ra mà không ấy được luôn. Alo, vô lại nha chị em mình ơi. Đang lên trời ơi. Bùng cái ý ghê á. Đúng rồi, tự nhiên ao luôn chị ơi. Đang like thế đó. Ông ư ông đá. Đúng rồi. Vô lại dùng nguyên nha. Chị em mình chỉ cần chia sẻ về trang cá nhân thôi. Đừng có chia lên chia sẻ lên nhóm hội. Cứ chia sẻ về trang cá nhân thôi cho Nguyên. Không biết tự nhiên nó ao, nó bị nó ghi là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng gì. Hay làm gì đâu, tôi có khỏa thân đâu mà ghi ghi là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng gì, khỏa thân là tôi có khỏa thân đâu. Người ta mặc ăn mặc kín đáo như thế này. Đó, người ta ăn mặc lịch sự như thế này. Đáng ghê sợ. Rồi vô lại dùng Nguyên phát nè. Chia sẻ về trang cá nhân dùng Nguyên vậy mọi người. Không cần chia sẻ lên hội nhóm đâu. Chia sẻ về trang cá nhân cho Nguyên là được. Mỗi chị một hai lượt về trang cá nhân dùng Nguyên phát nha. Rồi tương tác lại dùng Nguyên nha. Mắc hứng thiệt đấy chứ. Rồi vô lại dùng Nguyên vậy mọi người. Tương tác lại dùng Nguyên nha. Trời ơi, lâu lắm á gì Ly. Thì chứ nó báo là bị vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng vì hình khỏa thân gì ấy, đúng không chị? Hồi nãy gì khỏa thân đúng không? Ai, chị, không bị vấn đề gì chứ. Thôi vô lại đi chị em mình ơi, vô lại nhé, đi tốc độ nha, đi tốc độ cho xong cái này luôn. Tới nỗi này, tới nỗi mình lịch sự, tới nỗi em mang cái này không nha, cái xong cái em sợ mình cúi xuống nó hở. Cái xong thì vô mang lại cái bờ ra vô trong nữa. Đó, lịch sự cỡ này đi mà. Chị Ly đang còn đồ chưa khui, nhiều hơn đồ khui nên tạm xa nguyên thời gian. Buồn ấy ghê, chị lâu lâu chấm 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 chấm. Chấm chấm chia sẻ cho em Út nó đi. Châu vậy. Rồi cho xong cái cọc này luôn hết à. Bán tặng luôn. Bán tặng luôn, cái này 35.000, hồi nãy chị nào chưa có. Nhớ là chia sẻ về là về trang cá nhân dùng nguyên dạo rồi thôi. Thôi cá kiểu màu trắng đi chị. Cá kiểu không, màu xong có form nhỏ không? Có cái form nhỏ hơn. Thôi cho em lên từng form. Thấy hiện thông báo là sợ. Trời trời. Chi vậy trời. Cho Nguyên cái này lên mã cổ xanh cho Nguyên có hai cá, chắc rất là đẹp luôn. Em đang có bán tặng có 35.000. Nha, chị nào lấy cổ xanh 35 chốt. Cổ xanh 35, hôm này 60 ok. Nha, hôm này 60 ok. 40, 60 đều mang được con này. Vải nó cực kỳ mềm. Em đi giảm mình 30, 35 nghìn cho bạn cổ xanh có 2. Cổ xanh có 2. Cổ xanh có 2. Chị nào lấy cổ xanh lên, cổ xanh cho Nguyên có 2 nữa. Cổ xanh cho chị Phạm Thị Ly 35 nghìn. Trời ơi. Cái này phong nam cho Thu Hà. Nam xa, nam xe 62 đổ về. Nam size 62 đổ về 39.000 nam, 62 đổ về là ok. Thì là form form mà chị nghe em đọc tới 60 62 có nghĩa là 40 sẽ mang form rộng thôi. Đóng thùng thôi. Rồi cho Nguyên con à. Lên mã nam cho được 39.000. Bộ đăng mặn có luôn chị, em lên giờ. Nam size 60, 62 ok, 39.000 nam luôn. Chị nào lấy nam comment nam cho được nhé. Nam cho Nguyên 39.000. Bộ em đang mang có luôn chị ơi, đẹp lắm. Rồi cho Nguyên con này. Nam cho size 57. Lên mã nam 57 cho được. Nam 57 có 2 con 39.000. Nam 57 có 2 con. Nam 57 nên có 2 con. Chị nào lấy nam 57 chốt. Xây mờ 57kg đổ về nha. Nam 57kg đổ về có 2. Chị nào lấy nam 57 comment nam 57 cho được. Lên đúng mã cho em chị. Nam cho chị 57 nha. Chị để ý 57kg thôi chị.
hai cái con, cái con trước là phôn 60, con sau này 57 thôi. Rồi cho nguyên con này 39.000, 39k. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này nữ 55, nữ 55 35, nữ 55 35, chị nào lấy nữ 55 35k. Nữ 55 kg độ về 35k. Rồi chị nào lấy nữ lên nữ. Em đi có 35 người nó đi. 2x 3x xỉu luôn ấy chị mà nói. Xỉu luôn ấy. Rồi lên mã ngựa cho nguyên. Chị ngựa này 40 60 ok. Lên thông tin lên để chị giúp em với. Ngựa này 40 60 ok, chị mình lên ngựa cho nguyên là được nhé. Lên ngựa 35k. 55 kg. À, nữ 55 đó chị. Nữ 55. Cái này 60 nữ ok. Nữ 55 cho chị Dung Trần. Comment mã ngựa cho nguyên được 35. Ngựa 35, comment ngựa 35 cho nguyên được có 2. Chắc gọi là siêu mềm siêu mịn luôn nha. Ngựa 35. Ngựa 35. Rồi cho nguyên con này lên mã cam. Trang trang. Comment cam cho nguyên nhé. 40 60 ok. Cam 40 60, chị nào lấy cam chốt cam cho được nhé. 40 60. Cho chị Dung Trần. Nha, 40 60 chị nào lấy cam lên cam cho được nhé. 35. Cam 35 có 1, comment cam 35 có 1. Nhá, đây còn ngựa này chị. Ok chị. Đây còn ngựa này chị. Đây còn ngựa này. Đó, ngựa đó, ngựa đó. Ngựa luôn, ngựa luôn. Rồi lên ngựa đi chị em mình ơi. Comment ngựa trong em là được nhá. Đi chị em mình 35.000 ngựa. Chị nào lấy ngựa comment ngựa cho được. Ngựa trong em là ok. Chốt ngựa trong em được, chị báo chị chứng khoán. Rồi chị nào lấy ngựa đi. Comment ngựa trong em được nhá. 40 chị Vĩ Phượng. 60 ok luôn. Cái chữ cái này toàn bộ là theo hết chị em mình. Ngựa này toàn bộ là ngựa theo. Đó, đẹp 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 kiểu này. Mà em đi chị em có 35.000 thôi. Mềm cực mềm luôn, siêu mềm luôn. Rồi lên ngựa 35. Cam cho chị Vân Nguyễn. Cái này mà em đi 35 thật sự em hơi tiếc. Một sự tiếc không hề nhẹ nha. Trời ơi. Ngựa cho chị Vân Nguyễn. Nam size 60. Đẹp quá. Chúc 57 cho nó thông thả. Nam 57 cho nó thông thả chị em mình ơi. Comment nam 57 cho Nguyên cho nó đẹp nha, mang cho nó đẹp. Có hai cái, chị nào lấy nam 57 chốt có hai cái. Nam 57 có hai cái. Comment nam 57 có hai cái. 39.000 nam. Còn hai con nó 39.000 chị. 39.000 nam. 57 có hai cái, chị nào lấy nam 57 chốt nam 57 cho Nguyên là ok. Nam 57 nhé, chị nào lấy nam 57 comment lên nam 57 cho Nguyên là được. Rồi tiếp tục luôn dùng Nguyên. Cam 57 cho chị Nasu. Ôi. Đây, còn toàn bộ là nam đó chị. Cái mấy cái kiểu này tương tự. Vải nó mịn lắm luôn ấy. Cái này như bốc hàng. Còn toàn bộ nam 57 đó chị. Đây nè. Rồi ok nhá. Chị nào lấy nam. Nam cho chị Thu Hà. 57 chút nam 57. Nam 57 vàng cũng lấy hết rồi đúng không? Hết cái này rồi đúng không chị? Vàng nhé. Vàng đang lên là chân nó. Đang lên nửa chừng cái nó mái à. Rồi tiếp luôn. Nam cho em lên màu vàng nữa luôn. À không, 57 kg đổ về còn mấy cái em sale luôn, sale luôn cho nó gọn. Rồi trời ơi. Rồi ôi. Rồi Miu cho Nguyên còn 2 này. Miu, Miu 35. Dạ không chị Thanh Trúc. Miu này 55 57 đổ về là ok. Nha, cái này cưng, cái hàng này là hàng Nguyên đi chở mình là 79.000 ấy. Rồi cho Nguyên Miu nhé có ha, 35.000 Miu. 35.000 Miu, chị mình lên Miu vô được nhé. Cho chị Tuyết Nga. Comment mã Miu 35 cho Nguyên là ok. Nguyên nói là hôm nay là 200.000 mua được cặp mớ hàng. Sang được cả mớ hàng mà toàn bộ hàng xịn. Thiệt sự luôn. Thiệt sự luôn, lên Miu vô được. Miu cho chị Heo Bé. Cái này có 2. Miu cho chị Kim Trung Lê. Cái này cũng có 2 nè. Cái này cũng có 2 nhé. Trời ơi. Trời ơi. Cái này bị chấm nhẹ xíu chỗ này nè. Nó nói nhiều cái gì mình nhận hàng sẽ có chấm nhẹ xíu. Thế chịu, ngồi chịu đi. Ngồi ngó bây giờ làm sao giờ. Nhớ thắc mời em còn mấy đôi. Bây giờ không có thì giờ ngồi ngó bây giờ làm sao giờ. Giờ ngó chấm chấm lên cho vui. Rồi cho Nguyên con này nhé. Cái này 55, 57 ok nè chị mình ơi. Rồi lên luôn dùng mã theo cho Nguyên đi có ha. Còn mấy con nữa làm hết, em bán tặng luôn 35 nè. Em tính là hàng này để bán tặng đầu like mỗi mỗi bữa bán tặng một ít á. Ngôi trường. Ok, cũng được. Cũng được. Ok luôn. Theo cho Nguyên đi dạo mà nó. Làm em theo nhé. Lên theo. Rồi cho Nguyên con này chữ B, mấy con nữa là hết. Đang đi có 35.000 chị ơi. Nguyên đang lên chị ơi, mình có 35.000 thôi. Rồi theo ở dưới chị, theo ở dưới rồi. Theo ở dưới rồi. Chị Lưu Thanh Huyền.
dép 38, 39 rồi trời. Rồi cho con này chữ B. B 57 ký đổ về. Chữ B này 57 ký đổ về của nữ nha chị em mình ơi. Lên mã B 57 đổ về nha chị em mình ơi. 35 xiên thôi. 35 thôi. Cho nguyên con nào nhé. Comment mã B cho con được. B B B có 2 vậy mình ơi. B có 2, comment B cho nguyên có 2. Lên B có 2 nhé. Rồi nam cho nguyên. 35 xiên thôi. B cho chị Linh Nguyễn. Nam 39 xiên. Phong 60. B cho chị Lưu Bảo. Chị em mình lên nam 60 cho được 39 nghìn. Nam 60 39 căn. Comment mã nam 60 39. Nam 60 39. Nam 60 39. Rồi lên mã ngựa cho nguyên 57 35. Ngựa 57 35. Nam cho chị Kim Trung Lê. Ngựa 57 đổ về 35k. Ngựa 57 đổ về 35k. Cái này bộ rồi. Để bộ xem xe còn mấy bộ nên xe luôn. Rồi còn mấy con này nữa là hết polo nè. Mấy con này nữa là hết polo nè chị em mình ơi. Đẹp quá hề. Anh lần người cài 60 ngựa, không, đằng sau là nam 60. Đằng sau là nam 60. Ngựa đằng trước là có cái hình theo ấy. Đó là nam 60. Ngựa sao dở ra em coi vậy. Đúng rồi, ngựa 57. Ngựa 57. Rồi lên luôn dụng mạch. Đáp mã sọc cho em đi. Ngựa cho chị Na Su. 40 60 chị em mình đang ok con này. Lên mã sọc xanh cho được. Sọc xanh 40 60 ok vậy em ơi. Comment lên mã sọc xanh. Có cái gì mà nhận về. Nó sẽ đây này, như cái này nó bị chấm xíu chỗ cổ này. Nha. Có cái là bị chấm chỗ cổ, nhưng mà những cái vết này dạ mình đều xử lý được. Nha. À, nguyên đi 98 nghìn đó chị Quý Trọng. Rồi chị nào lấy sọc đi chị. Sọc sọc sọc. Sọc này. Sọc có từng nói cái chút sọc đi. Từng nói cái chút sọc. Rồi còn mấy cái màu vàng này nữa là hết. Hết hết. Xanh cho chị Thanh Trúc Lê. Còn mấy cái màu vàng này nữa là mình hết hàng. Nguyên lên chị em 35 nghìn. Mấy cái màu vàng này là luôn hết. Trang trang. Mấy cái vàng này nữa luôn hết nha chị em mình ơi. Xanh cho chị Phạm Thị Ly. Rồi mấy cái vàng này nữa là nguyên sạch 35. Mấy cái vàng này nữa là nguyên sạch 35 nha. Tại cái vàng nước mắt vô 60 ok luôn. Có cái chữ B, có cái ngựa thôi ok. Bóc đại chị em mình cứ lên vàng luôn. 39 nghìn của nó chắc về sờ chắc đi. Gọi là nó mềm nhũn ra luôn ý. Mềm nhũn như bún luôn. Bolo mà mềm nhũn như bún luôn. Rồi cho nguyên con này. Comment vàng cho nguyên là được. Lên vàng. Chị em mình lên vàng cho nguyên là được nhá. Comment lên vàng 35 cho nguyên là ok. Vàng 35. Bán tặng luôn 35 nghìn vàng. Thì nó lấy vàng comment vàng 35 thì cho nguyên là ok nha. Vàng 35. Vàng 35 cho nguyên là vàng được. Vàng cho chị Vân Nguyễn. Comment vàng 35. Rồi ai nhanh có cái này. Chị nào nhanh có. Vàng cho chị Thi Nguyễn. Cái nào nguyên cũng đọc cái số ký á chị Nguyễn Tuyết ơi. Để ý giùm em cái nào cũng đọc cái số ký. Rồi cái này một bộ xây mượn. MLXL. Tạm thì thấy cái chỗ này MLXL. Tạm thì thấy chỗ này MLXL. Bên còn được mới bộ. MLXL nhanh này. Con này tốc độ này dạo là MLXL, M57, L62, L65. Bộ nam nha. Và cho chị Dung Nguyễn. Bộ nam nha, ai nhanh có này. Hàng 129.000 cũng nguyên. Và cho chị Thanh Thảo Phan. MLXL, M là 57, L62, L65. Bán tặng luôn giảm bộ này 79.000. Bolo nha dạ mình ơi, cái áo này không có mua 79 nghìn đâu. Còn đi dạ mình nguyên một. Chị mua chốt khác luôn ngày mai mới. Đấy, ai ủng hộ luôn cái màu vàng luôn cho nó bay luôn cái hàng này luôn. Nha, còn bán tặng rồi cho nó sạch luôn chứ cứ rớt rớt lại đã bán tặng 35 nghìn. Hai cái à? Còn hai cái vàng à? Còn hai cái vàng người đang nỉ đi cho mấy chị em gì chốt luôn nha xong luôn. Cho nó gọn luôn. Rồi cho nguyên con này 79 nghìn. Chị Phạm Thị Lý có đâu. 79 nghìn giấy L này chị. Rồi, chị nào lấy cái này còn xây M, xây L. 39.000 cho chị Trần Thúy. Xây L cho Lưu Thanh Huyền. Chị lấy có vàng rồi. Còn 57 đổ về. Nguyên cả bộ mà chị em mình nhìn nè. Cái quần của nó nè chị em mình ơi. Quần của nó là quần dạng bully luôn. Á lộn cá sấu. Quên lộn gì ta. Bolo luôn. Cái bully. Bolo luôn. Chị nào lấy cái này còn xây M cho 57 đổ về. M M thôi chị ơi. Còn M 57 đổ về nhá. Chị nào lấy M lên M cũng được. Còn được hai bộ M nữa là hết. Bán tặng hồi nãy em bán tặng 79 nghìn đúng không? Còn size M 57 đổ về là ok gì ạ mình ơi. Rồi chị nào lấy đen M comment đen M rồi hết. Còn hai đen M 57 đổ về hết rồi chị ơi. Xanh đang nguyên còn MLXL. Vàng 70 em hết rồi. Vàng của nữ chứ mấy. Vàng của nữ chứ mấy chị Phạm thì Trung Hiếu ơi. À, bộ đang mang có. Giờ lên giờ luôn. Chọn xíu. Nguyên nó siêu xịn luôn.
nhận cái bộ này về mà không ưng nữa thì thôi luôn. Còn cái máy xếp chị kiểm tra như có size L, anh thải cái size L xuống như này nè. Size L là 60 ok luôn ấy. Rồi trong nguyên con này xanh luôn. Thế. Có cái cổ này nha, khéo bị lộn nha. Coi cổ vét này nè, tay bèo tại vì hai ba mã. Nút đồng nó không máy đâu. Nút này nè. Thì coi cái nút này nè. Rồi trong nguyên cái này xanh MLXL. Xanh M57. M là 57 đổ về, L là 62, XL là 65. Nha. Lên xanh 79.000 nguyên bộ. 79 còn có mấy bộ, còn 5-6 bộ này là Nguyên Thải lên cho nó gọn. Tự tin là không một nhà nào đi nhập được cái giá này hết trơn cái chị em mình ơi. Nha, cái giá này là tự tin luôn. Rồi chị nào lấy xanh comment xanh cho Nguyên là được. Phải đẹp lắm, mềm. Rồi chị nào lấy xanh chốt xanh MLXL cho Nguyên được, phối viền rất là đẹp luôn, 79.000. Trời ơi, nghĩ ra hay không. Nha, chị nào lấy xanh comment xanh cho Nguyên là được đằng trước này. Xanh kèm size. Xanh có 3 size chị MLXL. Sao sao chị nào cũng XL trời. Có ri mà chị nào cũng XL trời, còn ML đi đâu rồi? Xanh XL cho chị. Mờ thương nặng. ML đi đâu rồi? ML đi chị em ơi. Còn ML thốt đi. Alo ML. À, ui. Sao cái này mà xả ra ta? Gì ta? Trang Trang Mai Nguyễn Thảo Nguyễn. L cho chị Quỳnh Anh Trần. Em nói là một sai lầm nha. 62 lấy size L chị. 62 lấy size L. Trời ơi, 39.000 của Nguyên đây nè. Nhận hàng con này về size 31. Size 31. Chị em mình mang size 31 chúc Nguyên. Size 31 cho Nguyên nha. Chị nào hay đi mang size 31 chúc 31. Con này hàng siêu thị nha. 39.000. 39.000 size 31. 39.000 size 32. 39.000 cho size 28. Đấy, đẹp ơi là đẹp, quần kaki lặt la. Kaki mềm ấy, hàng siêu thị với em mình thôi. Mang con này lên form đúng đẹp luôn. Đó, chị nào lấy cái này lên 39.000 kèm size 28. Size 57 là lấy size M. Hết rồi đúng không? 28. Bộ 5 đen hình như còn size M á chị. Bộ 5 đen, chốt đi chị 39.000 thì vô. 39.000 thì rồi. Nhiếp làm gì trong đó con? Quần 28 thì chị Phạm Thị Ly. Có tivi hả? Trời ơi. Mê chưa à? Con này là thun thái luôn. 45.000. Quần 52 đổ về. Con này 52 đổ về nhé. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên là 45.000 thun thái. Váy thun thái. Đồ thun còn chị Hồ Thanh Diệp ơi còn nha. Này đẹp lắm con này, chị em chốt ngay con này đi. Váy thun thái bo rip này. 45.000, chị nào lấy váy chốt váy cho được nhé. Đen còn không chị? Đen còn size 32 nhưng mà không có váy váy kìa chị. Váy kìa. Set này. Set này là hàng hôm bữa con sale 75.000 cho size 52 váy đúng không? Cho chị Phạm Thị Ly. 52. Cho nguyên cái này. Em đi trả mình 59.000 luôn cho nó máu. Bực mình thiệt sự luôn. Cái này làm gì con hàng nữa đâu mà lại xá ra. Rồi cho nguyên cái này đi. Chị nào lấy set đen lên set đen cho nguyên là được. Set đen cho nguyên là được nhá. 59.000 cho size 52. Comment mã set đen 59.000 cho size 52. 59.000 mãi không có thằng xá. Mãi nãy giờ chưa hết hàng xá luôn. Con ơi. Cái này còn mấy con? Tôi giảm 39.000. Set cho chị Nơ Ba Huỳnh. Nhớ mình chốt một mã tranh thủ chốt thêm nhé Quân, đi tốc độ để lên được nhiều mã hàng. Dạ mình mua được món tranh thủ chốt thêm để đủ đơn đi đơn nha dạ mình ơi. Chứ đừng có mua một cái ao Quân phải xả ra mà xả ra đằng sau không bán nữa. Mà nó tới nó lưu mất lòng lắm. Rồi cho Quân con này. 57 độ về là ok, cái nào mà dạ mình mix áo ôm. Áo ôm, áo rộng gì cũng đẹp hết. Thấy chị Linh Nguyễn chị ơi. Này, 39.000 luôn, chị nào lấy cái này lên mã xung 39 cho Quân là được, còn mấy con nữa em đi gọn chị em 39.000 luôn. Chị nào lấy xung 39 comment xung 39 cho Quân là được nhé. Tóc cái sách em đang mang phân size đi chị. Phân size với lại XL. Sao XL? À XL, S với XL. Có bộ XL. Chứ còn S không à? Không. Đây M nè. Chuẩn chưa? Chứ còn đâu nữa. Xung đi chị. Thấy chị Tâm Huỳnh chị ạ. Thấy chị Tâm Huỳnh nha. Lên xung cho được. Đây nè, em chốt cho này chị. Chốt cho nó nhanh. Xung như chị Ngân Hà này. Rồi. Chị Phạm Thị Trung Hiếu này bắt qua đi. Chị Song Khuê này. Chị Trần Ni Mai, Trần Ni Mai này. Ok rồi. Này. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Size SM còn L có 1 bộ chị ơi. SM còn L có 1 bộ chứ không phải là size. Thế có size M đó chị. Duyên Duyên kìa có size M kìa. M ở đâu?
không, có mã khác thì có. Mã của bác này có lái máy. Còn bên kia mất đồng đó. Ai đi chị? Bạn chị hả? Bạn chị thế rồi, chị Nguyễn Vũ là bạn chị rồi. Trời ơi, 50 đổ về cho Nguyên có hai con quần sung. Em đi luôn chị, mình con này 59.000 luôn. Hàng 79.000 của Nguyên đây nè. 52 có, giờ em lên luôn đây chị ơi. Đẹp lắm luôn ý. Dòm lại thử chị. Dòm lại phát để thử nào. Cái này nè. Này. Này. Rồi, có M thì có 1 bộ thôi. 1 M, 1 L. 1 bộ M, 1 bộ L. Rồi cho Nguyên cái này em đi chở 59.000 đi. Bộ nào con màu đen chị Linh Nguyễn nha. Đen lấy cho chị Linh Nguyễn đi. Quần sung này hàng 79.000 của Nguyên đây nè. Nguyên đi chở 59.000 luôn. Quần sung, công sở sung. Con này mày chở mình bỏ qua phí. Em thải cái ca lai xuống. Bộ em đang mang chờ em ship em lên giờ luôn á chị ơi. Đây nè. Dạ mình nhìn. Còn chip đại gia mình còn đúng không? Còn. Chị chip đại gia có luôn. Có luôn, hôm nay cái gì cũng có hết. Chip đại gia anh có, chip nhà giàu, chip nhà nghèo gì cũng có hết. Rồi chị nào lấy quần 59, comment quần 59 có hai cái. Có hai cái bán tặng luôn 59.000 luôn. Quần 59 cho chị Anh Quốc. Thôi, xong hỏi sai bao nhiêu kìa chị. 50k, 50kg đổ về. Chị ơi chốt rồi, chốt xong rồi, chốt hỏi trước đã chốt nha. Chốt xong, đừng có chốt xong mới hỏi. Chị ơi đâu có hàng gì đâu mà đổi. Hàng đâu còn mà đổi. Mình chốt chuẩn luôn chứ làm gì còn hàng nữa đâu mà đổi chị ơi. Thứ còn ri có ri mà mình đổi thì làm sao. Đây HM này. HM thì còn từ này thôi. Đơn ba lô bữa thứ 6 mai giao. Chắc là như thế chị. À không. À đúng là thứ 6 có khi mai giao. Còn được bao nhiêu con này. Size 39 HM này. 39 38 mềm nha. 39 38. Đây có 3 con. Em đi 59.000 luôn. Hồi nãy chị nè, cho chị tiếp ngang quần hồi nãy chị. Cái này có 39 với 38. 39 với 38, hàng HM, em đi chị em 59.000 luôn. Quần sung không phải 59kg đâu chị, 59k. Riêng đùi có, chị Hoa Phạm từ từ cho em chứ cái này siêu mềm. Khách nhà Nguyên hỏi, nhận hàng rồi về hỏi đặt thêm giùm nhiều nè. Cho Nguyên cái này còn 38, siêu mềm luôn chị em nhìn dòng đế của hắn. Chị em nhìn cái đế của hắn. 55kg không vừa chị, 50 đổ về. Thứ 6 thì... 39, 38, 39 thôi. 38 và 39 chị, em cho 59.000. HM 38 và 39. Cái nào mà khách nhà Nguyên nhận hàng rồi hai đội hỏi thêm. 39 này. Rồi hết rồi. 39 thì Nga Cường. 39 thì Văn Đỗ này. 39 thì chị 39 cho chị Văn Đỗ này. 38 cho chị Văn Hà. Nga Văn Hà. Chị coi comment này. Ở trong á, má coi giùm con ở chỗ gần cái chỗ thay đồ có hình như có một cái đôi dép nữa vậy. Có một đôi dép nữa. Thế là sót lại cái hàng à, đây đây. Đây còn mấy đôi được nha. Đây còn ri nữa nè. Em đi nát 59.000 luôn, siêu mềm luôn nha. HM siêu mềm. Màu kem hay màu tím á, ở dưới đất. Ai mang hay là nhiếp sách vô trong đó không biết. Dạ. Cái này còn 35, còn một ri 35, 37 38 39. 59.000 luôn. 35, 37, 38, 39. Hình như là phải đôi 39 cho chị Đắc Nhi. Chỗ nấu ăn đó. Thế, chỗ nấu ăn à. Rồi đó cho chị Đắc Nhi. Chị Đắc Nhi nè. Rồi hết, mấy con lại sót lại 37. 38 trai ta. 38 chị Ngân Hà. 38 chị Ngân Hà. 35 cho chị Huyền Nguyễn. Rồi còn 37. Còn một đôi 37, nguyên tổng luôn dẻ mình 54. Hồi nãy đọc bao nhiêu tiền? 59.000 đúng không? Còn một đôi 37 vậy em ơi. Có mà nói. Cho chị Huỳnh thì Ngọc Hiền. Rồi còn một đôi kem, chắc là đôi này. Đôi kem 38. Một đôi kem 38 hết rồi. Hết luôn, sạch kho luôn. Một đôi kem này size 38 vậy em ơi. Đôi kem này 38. Chị em mình lên kem 38 cho Nguyên có một 59.000 luôn, hết hàng rồi. Dọn kho luôn ấy. Một đôi một kem và size 38 vậy em ơi. Hết 37 rồi chị ơi. Một đôi kem size 38. Chị nào lấy kem 38, chút kem 38 cho Nguyên là được. Bà Tám nó có một chị. Bà Tám có một chút. Kem đấy.
Em mặc 8 chị Thanh Trúc. Thanh Trúc Lê. Rồi cho em cái bộ em đang mang. Em nó đẹp cực kỳ luôn. Thế có một thế chỉ có M còn nhập L một S. S thôi, còn M L là có mỗi màu một, mỗi size có một bộ. M chị em 57, L chị em lấy 60 ok luôn. M nãy cho chị gì à? Chị gì quên mất tiêu, chị chỉ dặn trong rồi. Thế. Trong hết đúng không? Ờ. Thế còn size S chị em 52, thậm chí chị em 55 còn bon trang được. Nguyên tới 54 kg rồi nha. Mà nguyên mang chị em mà để nè, nhìn nhìn nguyên này. Đây nè. 54, nguyên đăng 54 kg nè, chị em mình 55 kg mang ok luôn. Ví dụ như trên này chị em mình chặt. Đây. Kéo nút ngồi ra. Được chưa? Nguyên mang là nguyên mang khuy trong. Nguyên tới 54 kg là đây chị em mình nhìn nè. Nên là 55 kg cái này chị em mình mang ok luôn. 55 đổ về chị em lấy size S được. Nha, 60 đổ về chị em mình lấy size L ok. Nha, có một size L duy nhất, còn lại là size S. Chị nào lấy cái này em đi chị em mình 145.000. Nó xịn ơi là xịn. Nhận hàng về coi chắc gì vậy mà nó không phải có tông thường thường thế. 145.000. Không phải là có tông bình thường thôi. Chị nào lấy cái này. Chị ơi, thế bỏ ra đi chị Lưu Thanh Huyền ơi. Chị ơi, hàng đã sale rồi, thứ con bộ chị đừng có chốt lằng nhằng mệt lắm luôn ấy. Đừng chốt lằng nhằng mệt lắm luôn. Thứ có một bộ thôi. Mà mình cứ đổ qua đổ tới đổ lui làm gì có hàng, thứ con bộ mà. Chốt chuẩn giùm em với. Rồi nhá, chị nào lấy cái này size L con bộ kìa chị. Size L con bộ. Mới nhận áo nam đẹp quá, cảm ơn chị Huỳnh Yến Giang nhé. Tối nay có áo nam, áo nam còn lẻ tẻ mấy cọc chứ mấy. Còn lẻ tẻ mấy cọc thôi. Chị nào lấy cái này, hiện tại con size S cho 55 độ về lỗ ok. Nguyên đang mang khuy trong nha. Con này cũng đang mang khuy trong mà nguyên 54 kg rồi. Chị em mình ưa thì là chị em mình mở khuyên ngồi mang ok. Còn S thôi, 55 đổ về thôi chị ông mình nói. Em nó bao đẹp luôn chị em mình. Nếu như cái này thì nguyên mang không thả luôn. Nguyên đang mang đóng khuy trong. Đó. 145.000, giờ còn size S thôi chị ơi. Còn size S thôi. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên S cho mà được. Còn mỗi S thôi. Đẹp. Chuẩn hàng mì đây đỏ. Không phải là dòng cốt tông đâu. Hàng cái này mang không xù lông. Nhưng mà chị em mình thấy form chị rất là đẹp đồ, chị lại hai bộ, thì còn bộ size M đâu. Form này nó rất là đẹp. Chị nào lấy cái này lên mỗi còn mỗi xanh size S thôi. Cho chị xong khoe luôn chị. Cho chị xong khoe luôn. Rồi con này còn mấy con nè. Nói chị nào nhận hàng con này về cũng ưng. Con này chị nào nhận hàng về cũng ưng. Mà Nguyên chạy với dễ mình, tại vì Nguyên chạy dễ mình hàng cũng cho, không phải hàng may lại mà hàng may mỏng đâu. Rồi bốn cái váy thôi. Hàng nằm đi 119.000 đúng không? Còn bốn cái cuối cùng. Chị nào nhận hàng về cũng bảo cái này đẹp, còn về thêm màu khác nữa không? Làm gì còn, dễ mình nhìn chắc này. Hàng này là Nguyên chạy hàng Quảng Châu nhé. Đẹp cực kỳ luôn, 60 ok luôn. Nha, chị nào lấy váy comment váy 40-60, Nguyên còn được bốn cái. Em đi nó luôn, chạy mình mã này 100.000. Hả? Cái này đẹp, lái đi, form đẹp lắm. Khách nào lên nhà không lấy một cái. Ủa, tới bữa giờ chưa thử cái này. Trời, thấy hàng rồi. Còn bốn cái cuối cùng. Chắc đẹp lắm chị em mình ơi. Chị em mình 40-60 ok luôn. Cái này giờ mua vài hôm nữa đi chơi. Chơi lễ, chơi đồ á. Mang những con này đi cà phê, cà pháo ô tư. Mang đôi dép cao cao lên xíu. Rồi trong cái này có bốn cái. Em đi luôn chị em mình con này luôn 100. Chị nào lấy cái này lên váy 100. Không, một màu duy nhất. Có bốn cái nên là khách cứ hỏi là còn cái màu gì không để chốt thêm đó. Làm gì còn. Hết hàng rồi. Hết hàng rồi. À, cái này ai hỏi nè. Rồi trong cái này luôn nè. Vậy cho chị Tân thì kim cúc. Đồ thể thao nam còn. Con bé ngực thường hôm qua nó soạn ra đồ thể thao nam thông hơi mà không biết là đâu. Nhà này quên hỏi. Thôi lại quên hỏi. Ngày hôm qua tháng soạn ra có. Mãi 100 cho chị Phan Thị Thanh. Ui là trời, hot luôn. Mà dài dặn riêng của hắn riêng mềm lắm. Con này dặn riêng mềm lắm. Nút của nó là nút gỗ nhé. 60 ok. Cái này có ốp mẫu lên trang cá nhân này. Em nó đẹp. Vậy mình mang lặt lai xong mang cái quần gỗ cũng ok. À rút quen, rút cho em cái con quần gỗ năng mông ở đâu rồi. Đằng trước coi em có không để mic lên cho khách mic luôn. Trong cái này em bán tặng luôn chị em con này 89.000 cả. Đẹp ơi là đẹp. Nha. Ring mềm lắm luôn nha chị em mình ơi. Cho Nguyên cái này còn được chục cá. Nguyên đây chị em mình con này lên mã ring 40-60-62 ok luôn. Nha, chị nào lấy cái này. Vừa nhận mấy bộ đồ mặc đẹp lắm em. Cảm ơn chị Hồ Thanh Diệp nhé. Rồi cho Nguyên con này 89.000 con này. Nghe rõ cái giá vô dụng Nguyên nhé. Chắc rất là xịn nha chị em mình. Còn chục con nữa là Nguyên hết. Tổng thể luôn. Tổng thể luôn. Hàng dài tay này em chạy 1-2 năm đấy. Con này hàng Nguyên chạy 1-2 năm đấy. Còn mấy cá em đi nó luôn chị em mình 89.000. Form này 62 ok, từ 40 độ lên 62 ok luôn. Đó, chị nào lấy cái này lên mã ring dài cho là được.
40 độ len 62 ok. Tay dài. Em bán tặng luôn chị mình đây cộng này chị. Bán tặng luôn chị mình con này giá lên chị mình là 89.000 hàng 125. Còn được mấy cái nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên 125 cho mình là được. Lên mã 125 cho mình là ok. Hả? Thôi cứ đi nó không chen nhau mấy đi. Đi chung đi. Rồi con này luôn. Mình nói con này mà chị nào nhận hàng về không ưng nữa thôi, bán cái này bán rất là. Khi có một cái nguyên xả hoặc 89.000 hoặc là hàng bom em xả ra thôi. Em nói thật sự luôn. Quần ngố năng mong a shop nó dày nha, có túi và túi sau. Đó, nguyên cái này chục con này. Gần cả chục con này rồi. Cái này em đi luôn chẻ mình nè, từ 38 độ lên 62 độ về là có size. Chẻ mình lên mã ngố kèm cho số ký là được. Quý xe giảm 49.000 đã mua thun thái nhà nguyên, đừng bỏ qua con này. Mít con này với áo thun thái thì quá đẹp quá đỉnh luôn. Cho nguyên cái này nhé. Comment mã này lên ngố kèm cho số ký. 38 lên, ngố kèm size. Không chị ơi, ở Đà Nẵng chị ơi. Em ở Đà Nẵng nha. Lên ngố kèm size. Cái chip nhà giàu đâu rồi chị cho em với nè. Hồi nãy khách hỏi em quên mất đi. Cho nguyên con này. Áo riêng cho chị Nguyễn Thủy này. Nhà mình Nguyễn Thủy nhiều ghê á. Khách nhà mình Nguyễn Thủy nhiều ghê á. Chị Nguyễn Thủy ơi, lên số điện thoại luôn trên live cho em đã nè. Cái áo riêng chị Nguyễn Thủy để chị lên số điện thoại cái đã nè. Riêng cho chị Huệ Nguyễn. Để chị Nguyễn Thủy bảo riêng qua bên chị. Rồi ngố này chị chốt đơn đi nè. Ngố này chốt đơn đi. Ngố kèm số ký cho qua được, chốt đơn đi chị. Này. Ngố đây nè, ngố đây nè, chốt đơn. Rồi lên ngố kèm số ký cho Nguyên nha. Nguyên đi trả mình 49.000. Không, cứ lên đơn là có, không cần đọc tên. Hồi trưa đặt rồi là không cần. Cái này về như còn được 150 cái thôi. Nha, không cần đọc tên, trả mình cứ lên có số ký trong khoảng từ 38 độ lên 62 độ về là có size nó từ size M tới size 2X là. Nha, đẹp lắm, em nói nhận hàng con này về đi. Cái này chị Sương thương nhiều. Chị mua rất là nhiều luôn. Như Nguyên luôn ý. Nguyên cái quần mì với quần này là cực kỳ nhiều. Trong tủ là đài quần nè. Cứ mang áo phong và mít con này thôi. Dạng may năng mông nhé. Quần ngố năng mông a shop. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Comment mã này lên luôn dùng Nguyên. Em đi luôn chẻo mình con này 49.000. Chốt mã ngố kèm vô số ký là được. Ấy Úc Hâm mình như thấy comment hỏi cái áo ring này. Không, áo ring mới vừa lên xong. Sale 89.000. Rồi nha, qua nhé. Không cần đọc tên như vậy mình ơi. Rồi lên ngố kèm cho Nguyên số ký là được. Kèm số ký vô trẻ mình, nó không có số ký không giúp được nha, hàng có sai. Nhà Nguyên như thế này là ngày mai bốc hàng luôn, chứ không có đợi mà mai mới bắt đầu gọi điện hỏi là mang size gì, bao nhiêu ký. Chốt luôn trên like luôn nha. Túi sau luôn chị, hồi trưa em mang like rồi. Chị ơi, chị cứ lên cho em số ký, chứ giờ mà trình bày trẻ mình là bao nhiêu ký mang size gì, bao nhiêu ký mang size gì chịu luôn. Để áo riêng cho Út Hâm luôn chị kìa. Dạ, mình cứ lên kèm số ký, nhà Nguyên bốc size. Cái này cũng chạy rất là nhiều rồi nên là chị em yên tâm nha. 62 ký độ về là ok, có tới size 3XL. Nguyên đi chị em có 49.000 cái, khỏi phải lăn tăn. Nó chưa bao giờ có giá này luôn. Trừ khi chị có ví dụ như thứ hàng bom, cái hàng bom, cái hàng xả. Đó, rồi là em mới đi giá này thôi. Còn cái này em đang bán tặng luôn chị em 49.000 rồi đây này. Đây ai hỏi, Nguyên nói là mấy ngày nay hot cái mã này dễ sợ luôn. Khách hỏi quá chừng luôn. Hai ngày trước là không có hàng trả, ngày nay về được có 200 set. Còn được một ít thôi. Len cái này là chip đại gia, chip nhà giàu. Nghe trẻ mình nghe chip nhà giàu ấy, vì sao chắc nó rất là sướng. Thường thường mà trẻ mình đi mua lẻ con này tới ba mấy 40.000 một cái thì trẻ mình nào gọi là có tiền kia. Mới đi mua mấy con nguồn chip mà tới gần 40.000 một cái đúng không? Thường thường mình có tiền kia mình mới còn không, mình mua những cái dòng chip bình thường thôi. Cái này là gọi là chip đại gia luôn, chip xịn ấy. Đấy, cho nguyên cái này. Size này dành cho trẻ mình từ 40 độ lên 62 độ về và thậm chí 65 chị em cho ok. Cái này Nguyên đi chị em combo 3 cái vào, nó đừng mua một set. Mua một set về tiếc đấy. Mua vài set để dành, cứ để trong túi như nè. Mình dùng một set xong tháng 2 tháng sau thay ra dùng tiếp set khác. Đó. 3 tháng, 2 tháng 3 tháng rồi thay ra dùng set khác. Em đi luôn chị em cái này 49.000, lấy cho em có một ví thôi chị. Cho em ví nữa nè. 49.000. Một ví 3 cái, nghe rõ luôn dùng 49.000. Một ví 3 cái, hàng này chị em mình đi ra mua lẻ bao nhiêu tiền. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên mã ví cho nó được. Lên mã chip xịn cho nó là ok. Chip xịn, tính ra chị em mình mua gần 16.000, 17.000 cái chứ mấy. Này, hàng này hay mua 35, ôi lộn, 40, 42 cái này. Đó, cho Nguyên cái này, chị nào lấy cái này. Đừng mua một xác, Nguyên nói thiệt sự luôn. Chị em mình nhìn cái lớp lót quán này. Chị nào lấy xác, đọc tên cái xác này luôn đi chị. Nha, chị nào lấy cái này lên chip cho nó được đi.
Chị nào khi trưa hoặc là các like trước chốt được rồi thì không cần comment lại như vậy mà thôi. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên mã chip chung là được nha. Đừng mua một xác, Nguyên nói thiệt sự. Chốt đi chị, sao không đọc tên? Không đọc tên. Trời ơi, chốt sướng tay quá, không đọc tên luôn. Chip cho chị Phùng Phan. Chị em mình lên mã chip chung là được nha. Chip cho chị Bảo Bình 49.000. Chip cho chị Thạch Võ. Mà một xác này 3 chip cái. Chip cho chị Thanh Thảo Phan. Đừng chip mua một xác, Nguyên nói thiệt sự. Gọi là chip đại gia, chip nhà giàu là chậm đi. Phản sướng lắm, nhìn chắc. Chip cho chị Hồ Thanh Việt. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên chip. Chip cho comment chip chung là được. Nguyên đây dạo mình 49.000. Qua nha dạo mình ơi, cái này em chạy mấy ngày hôm nay hết dễ sợ luôn. Áo ngực từ từ chờ em xíu. Áo ngực có nha chị Linh Nguyễn ơi, chờ em xíu. Rồi nhá, chị nào lấy chip lên chip. Mua một mua hai set đi để dành. Nguyên đảm bảo sướng luôn. Chip cho chị Huệ Nguyễn. Nguyên đảm bảo sướng luôn. Chị Phương Ngân. Nha, chị nào lấy chip lên chip cho được. Chip đại gia, chip nhà giàu, hàng này hot dễ sợ luôn. Á Thu Nam từ từ chờ em xíu chị ơi. Cái hàng này là ba đợt hàng trước đã về rồi. Cách đây tháng 2 tháng đã có về rồi nhưng mà không có để mà lay lại. Xong về đóng sỉ người ta bán sốt xong hết. Đó, đợt này nó số lượng vô vô ra xíu. Em về em lên chị em lên lại. Em đây có 49.000 thôi. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên. Hàng này mà được đào hot về hot girl nó bán lên luôn chị em mình 75.000, 79.000, một set 3 cái 75-79.000. Đấy, cái này về toàn bộ bỏ sốt. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên mã chip chung được nhá. 49.000 cho 3 cái vậy mà nữa. Rồi chị nào lấy chip 49.000 cho 3 cái Nguyên qua mã vậy mà nữa. Chị la qua lên mã có rồi đó chị. Qua mã nha chị em mình ơi. Rồi tiếp tục, cái này có một ri. Em bán tặng luôn. Mỗi thứ một ri. Cái này em bán tặng luôn nha. Giá này là giá bán tặng nha chị em mình ơi. Cái này em bán tặng luôn, bắt cho em với ngực cô ba. Ngực xúc cô ba. Trời ơi, cái này mà chị nào giờ nhanh có nha. Nghe cái giá giật mình luôn. Áo nam từ từ, áo nam lôi cái áo nam mình qua cho em. Áo nam chị hồi nãy nhận hàng về kêu đẹp đó. Chồng chị nào tối đêm về cũng mang rồi kêu đẹp. Rẻ quá. Đẹp mà rẻ quá chị em mình ơi. Trước thực xúc của ba hàng trước. Cái này chị em mình mua về cho bé con này nhỏ nhỏ. Còn cái này sẽ xe nhỏ nhỏ ở trong kèm quần. Xe này 45-48. Cái này chị có cái chân ngọn trước nó cho em lên luôn cho nó gọn. Chip nam em có 45-48 con này hàng hết luôn. Em đi dạy con này 55.000 có một cái. Còn 6 con khác. Thế tao nói chip à, chip nam hả? Chip nam có con nào nó đọc xong bao nhiêu tiền ta, mới vừa đọc xong con này bao nhiêu tiền em sale chị em mình con này, size này 45-48 đổ về là ok nè, sale luôn chị em mình con này 55.000 đi. Chip nó đâu phải chip nhắn, chip nó cũng là chip xịn mà, chip nhắn đâu, con này 55.000 lên mã ring 55 trong là được con cái. Ring 55 có một, chị nào lấy ring 55 chút ring 55 trong là ok nhé. Có một nghe giỡn mà thôi. Rồi cho Nguyên cái này nhanh tay, ba cái. Nguyên cho chị Phạm Thị Trung Hiếu. Có quần trong chứ nhưng mà khách chốt rồi chị ơi. Trời ơi, quần ngố ring. Nhưng mà gọi là chắc này là chắc ring giấy á. Chắc ring giấy á chị ạ mà thôi. Đẹp lắm luôn. 3 size SML. Em đi có 55.000 đó. SML này chị ạ mà thôi. Bây giờ xíu rồi. Đi em thở nè. Bây giờ nhiều không? Cái này giặt được. Hồi nãy chốt chai đó. Chị Trung Hiếu. Chị Trung Hiếu ơi, cái này em sale luôn 19k đi. Rồi giặt giùm em nhé. Bị dơ xíu thôi. Ok không chị ơi? Nè, Nguyên mang hai cái quần. Nguyên đang mang xét. Nguyên 54kg đó. Dạ, mình nhìn phong quần. Đẹp lắm. Vậy em cắt khóa ra nha. Cái này Nguyên chốt size S cho chị em mình 50 đổ về cho nó thông thả. Nguyên 54 vẫn đang mang hai quần nha. Vì cái form quần này mà mang ôm vô nó không có đẹp. Cứ mang rộng rộng là cho nó đẹp. Nên là Nguyên chốt chị em mình đến 50kg thôi. Con này em bán tặng chị em mình S 50, M chốt 52, L chốt 55 cho nó thông thả. Em bán tặng con này 55.000 có 3 cái. Lên mã màu nhạt 55, form nó rất là đẹp nha. Tại vì Nguyên mang hai cái quần. Cái quần trong là quần mì nó cũng dài rồi. Mà Nguyên tới 54kg. Đấy, Nguyên bán tặng chị em mình con này 55.000. Rồi cho Nguyên con này nhé. Lấy xây mờ cho chị Tình Phạm. Xé chị Kim Chi. S em đang cầm đây này. Em bán tặng 55.000 nhé. Rồi còn xây L 55 đổ về thôi chị. Đẹp lắm. Xay như thế thôi. Cái em mặc có màu đậm hồng hết. Trời ơi, lẽ tại em xe thôi. Lẽ tại em xe thôi. Em đi 55.000 thôi.
size L là 55 đổ về rồi, cho nó thông thả đấy. Cái quần này mà mang rộng rộng ra nó mới đẹp, nên là Nguyên chốt tới 55 thôi. Chứ bình thường cái này mà Nguyên mang được, mà Nguyên mang hai quần mà Nguyên chốt tới 50 là chị em biết. Mang cái này cho nó rộng rộng, cái form nó phải rộng rộng ra mới đẹp, chứ còn mà form ôm quá nó không đẹp. Cái giấy này mang ôm quá nó ôm sát nó không đẹp. Nhưng mà ra dạng riêng dài mà riêng giãn ấy, mang ôm mới ấy, còn cái này mang ôm không đẹp. Rồi cho Nguyên cái này đen có 1 ri, em bán tặng luôn 55.000. Đen 1 ri kèm size cho em đi chị ơi. S50, M52, L55 cho nó không thả. Rồi chị nào lấy cái này đen đen kèm size cho Nguyên nhé. Đen kèm size. Đen kèm size cho Nguyên nhé. S50, M52, L55. 50-51 cũng được, size S cũng được các chị. 50-51 size S được. Rồi chị nào lấy đen comment đen cho Nguyên được nhé. Siêu rẻ em nói thật sự luôn. Còn X là cái gì? Còn X là em phải lên sale hết. Hôm nay sale tưng bừng luôn, bộ luôn. Cuối tuần là chị em mình yên tâm. Có màu đậm hơn này, cái này có màu đậm hơn. Rồi cho Nguyên con này màu đậm. Đen còn size L thôi chị. Size L là 55 đổ về á chị em mình ơi. Đen còn size L 55 đổ về. Chị em mình nhìn cái bản cặp này. To. Đây size S này, chị em mình lên màu đậm cho Nguyên là được. Comment đậm cho Nguyên là được. Không lên đồ bé nữa đâu. Lên đồ bé lên cả ngày rồi. Đồ bé lai cả ngày rồi, chị em mình nhìn Nguyên mang cái size S này. Rồi lên màu đậm cho Nguyên nhé. Nè, mang hai quần đó. Vẫn ok. Đó, rồi lên màu đậm cho Nguyên này. Chị em mình nhìn phone quần đẹp chưa? Trời 55.000. Rẻ hơn con quần thun. Đậm đây chị. Rẻ hơn con quần thun nha. Rồi lên màu đậm cho Nguyên là được. Riêng giấy mà là hàng Quảng Châu nữa. Mà đi có 55.000, nghĩ làm sao chốt đây chị. Chốt đi Nguyên. Giờ mà em mang cái quần ngủ rồi, em đang mang cái quần ngủ. 55 kỹ cho chị. Thay dĩa hơn. Thay quần cái dĩa mình có dĩa hơn. Mang cái này hơi cụm nên chị em mình không thấy rõ cái form. Xe lời chị Phương ơi, chưa có cái dĩa mình nhìn là toàn bộ riêng Quảng Châu chứ phải hàng xưởng đâu. Xe ép cho chị Thúy Hồ. Nhưng mà còn ít là em xe 55.000 thôi. Chứ không có gì phải lăn tăn hết, cái còn ít là em phải lên bán tặng. Xe mờ cho chị Nhung Nguyễn. Rồi cho Nguyên cái này một khói lặt lai này. Khói lặt lai luôn. Khói lặt lai này size S, size M. Mã này khác rồi. Mã này bao đẹp luôn, khói nhá. Cái này về chị mình cắt xem cái dao lam chị cắt lên lặn cái lai lên cắt mới. Em lên rồi, thấy cái form được. Em lên rồi nha. Hôm nay rất là nhiều hàng sale, giờ em còn sale bộ nữa kìa. Chưa lên bộ. Em đọc cái số ký như thế đó chị. Dưới 50 đổ về là mình lấy size S là được. Rồi cho Nguyên con này màu khói lặt lai. Khói lặt lai cho Nguyên. Lên màu khói cho Nguyên là được. Cái này mang mang lặt lai nhé. 3 size SML, S50, M52 và L lên 55 cho Nguyên là được. Con này đẹp quá này, màu khói. Con này hàng hot luôn. Lại hàng Quảng Châu, riêng cực mềm nha. Rồi có 55.000, rẻ hơn con quần cốt tông, rẻ hơn con quần đuổi luôn. Đẹp chưa? Này dán đùi nha. Đẹp chưa? Chị nào lấy cái này lên màu khó cho Nguyên là được. U trời là rẻ luôn. U trời là rẻ luôn. Rồi lên khó kèm xa. Từ từ cái dâu lam. Khó kèm xa. Lên khó chút khó kèm xa. Màu khó kèm xa luôn cho Nguyên nghe chị mình ơi. Lên khói kèm size đi. Đây còn một khói này chị. Lên khói đi. Lên khói này. Khói này. Đây này còn khói này. Đây này còn cọc khói này chị. Chút khói đi vô. Tôi đem đọc cho này. Bóc luôn này. Cho nó nhanh này. Không có size 62 đâu chị ơi. Lên màu khói kèm size cho Nguyên đi. Size L cho chị Đặng Ngọc Thuyết. Size L chị Đặng Ngọc Thuyết. Xe lỡ chị Lê Phượng còn không? Không, hết xe lỡ rồi. Còn dưới này chút tròn cái này lại lẻ nè. Xe M này, xe M này. Cái này cọc này xe M này. Đây là xe M, xe S. Xe M luôn. Xe S cho chị Thùy Dương. M nhiều chứ không còn xe gì hết. Xe lỡ hết rồi. Còn xe M với xe S thôi. Xe S cho chị Trần Thị 10 nè. Xe S chị Trần Thị 10 nè. Không có 62kg đâu chị ơi. Xét chị Vĩ Phượng. Chị Vĩ Phượng có thông tin chưa ta? Chị Vĩ Phượng ơi, lấy thông tin trên live cho em đi. À, thế bỏ ra. Em cắt cái size gì ta? Size M. Em cắt cái size M.
Chị Vĩ Phượng ơi, lên này chị lên số điện thoại lên trên like cho em đi đã. Xin mời cho chị Na Ba Huỳnh. Rồi chốt đơn nhé, mã này có giống như đơn đấy. Mã này cái này hết rồi. Còn mỗi size M thôi chị ạ mọi người. Còn mỗi size M thôi. Size M thì bỏ thì điệp luôn. Hồi nãy chị Phượng nó không có đúng không? Ở đây cũng nó này chị, size S này. Size S khó này. S khó này chị Vĩ Phượng này. S khó chị Vĩ Phượng. Rồi còn size M đó. 52 đổ về chị em mình 50 cũng được. Chị nào đang lên đi size S này lấy size M cũng ok. Đi xây mượn ok, lên cho em địa chỉ đi chị ơi. Có lên thun thun mà. Ờ, bên này thun thun này cũng dễ. Rồi nha. Tên dài có nhưng mà không lên nha người. Giờ nó lẻ tẻ như này, bóc được cái gì xây cái đó cái đã. Rồi cho nguyên con này luôn. Cái này có 1 ri. Cái này có 1 ri. Này 1 ri thôi, em đi 55 nghìn, lên màu đậm kèm size. 1 ri duy nhất nhá. Lên đậm chút đậm kèm size cho nguyên là ok dạ mà nói. Trời ơi SML 55 đổ về là ok. Có túi này chị em mình lên mã túi trông được. Comment túi kèm size. Túi kèm size SML cho nguyên nhé. Chị em mình lên túi chốt túi kèm size L Đặng Ngọc Thiết này. L Đặng Ngọc Thiết này. Rồi còn SM S50 M52. Mời cho chị Diệu Hình. Mời chị Diệu Hình. Rồi còn size S thôi. Còn size S thôi chị em mình nói. Chị Đặng Ngọc Thiết có rồi. Còn size size S. Chị giao tay hết. Sát thì giao tay hết. Ngày nãy gì đó. Hết mã túi này. Chị Vĩ Phượng ơi lên địa chỉ đi chị ơi. Eo còn sát này chị. Cái mã nút. Ê size L nè. Cái size L nè. Cái màu khó hồi nãy á. Phải này không phải. Ngốt size L có 1 cái. 55 đổ về là ok có 1 cái. Em đi giảm 55k. Ngốt size L có 1. Comment ngốt size L có 1 nha. Chắc ngố đen size L con cái. Chị nào lấy ngố đen size L. Ok chị. Ngố đen size L cho Nguyên Lợi được nhá. Để em lưu thông tin. Rồi cho Nguyên ngố đen size L con cái thôi. 55 độ về chị em cho ok. Cái màu khó là nãy lên rồi. Khó là màu khó. Ừ. Ừ. Lên 55 này. Rồi còn một ri nữa. Với một khó nữa là hết. Cái màu khó nó chạy cả. Ủa cho chị Hồng Hồng. Rồi trả cái điện thoại này lại. Eo cưng chưa nè. Size nhỏ. Size này 45-48. Ở trong có quần nha chị em mình ơi. Lên mã váy riêng. Ở trong có quần nhá. Ôi 55 nghìn. Cái này mua tiên tiên. Có ba lỗ mặt nhà không Nguyên. Hình như có. Hình như có. Muốn chữa đâu. Coi trên kia có ba lỗ chị. Boris mà hôm bữa sẽ có 39 nghìn nu với lại kem rồi đó. Còn biết. Cái này hàng hot luôn nè chị em ơi. Comment mã chân váy. Hàng hot luôn 55 nghìn. Hàng hot luôn 55 nghìn. Rồi còn ri nữa là hết. Váy riêng cho chị Phạm Thị Trong Hiếu. Cái này không đủ ri. Cái này hàng khác. Trong em cái này. Cái này luôn. Hết rồi trời ơi. Cái này lên mã bụi cho em. Ai bị lỗi xíu rồi. Lỗi xíu rồi. Thôi để em mang luôn. Với xét này. Cái này bị lỗi rồi. Tặng đi. Hàng về chị em mà nói cắt ra này cũng được. Không mà kiểu bụi bụi cũng được. Xét kiểu bụi bụi cũng được. Đây này. Kiểu bụi bụi cũng được. Mang với áo rộng xét dài. Cái này em mang tặng. Cái gì Nhung Hà Hà ơi. Cái gì cái gì cái gì. Ủa mình coi gì ta, nhảy đâu ta. Rồi chị nào lấy cái này bị lỗi nha. Ôi chào ơi cái này. Xanh xay lờ, lật lai. Ngốt xanh xay lờ. Tặng cho chị Phạm Trung Hiếu. Ngốt xanh xay lờ con cái. Rồi 55 nghìn. Xay lờ 55 kg đổ về con cái. Cái này chút 52 thôi. Cái này chút 52 cho nó thông thả này. Cái này chút 52 chị em mình lên xanh 52 cho được 55k. Xanh 52 55k. Xanh này xanh 50, 55k hết. Hết nó dạ mọi người. Rồi nha chị nào lấy xanh comment xanh. Xanh 52, xanh 55. Ủa sao chị không bóc cho em màu đen. Có màu hả? Bóc 3 cục hả? Đây. Rồi chân váy em hết rồi. Em nói lên cái mã này cũng sướng đó chị em mọi người.
cái mã ngực xúc này là Nguyên chạy cực kỳ nhiều rồi mà vợ mình mua toàn ở ngoài toàn trăm mấy nghìn một cái thôi ấy. Chốt 52 thôi. Chốt 55 à, 52 cho nó thông thả. Rồi cho Nguyên con này ngực xúc nha. Ngực xúc có 3. Hàng chuẩn hàng xịn luôn. Cái này lên phông ngực rất là đẹp. Size từ 34, 36, 38. Cái này thì khách nhà em chốt cũng rất là nhiều. Chị em mình không lên rõ mã thì thôi. Không lên rõ mã thôi. Cho bớt bên này đi chị. Đang chặn hết ông địa lại rồi. Sao không chắc lên bớt bên này đi. Chặn hết ông lại rồi. Đã nóng nực rồi. Năm mươi lăm ký nhưng mà giờ từ từ em chưa tìm ra chị ơi, hôm qua sale có còn hay là không ấy. Cái hàng mình sale có 39.000 gì cái áo hay lũa còn không? Rồi lên cho Nguyên mã ngực xịn đi chị, mình lên mã ngực xịn cho Nguyên đi. 34, 36, cái này cái quả ngực nó rất là đẹp nha. Ngực xuất phát của 3. Cái này mà chị em mình thường mua là 115.000, người ta bán 115.000, có chỗ người ta bán 135.000 cả là. Thiệt sự luôn. Phong ngực rất là đẹp, 34, 36, 38. Đấy, thay vì như thế chị em mình vô nhà Nguyên mua được tặng 2 con. Không chọn màu nha, chị em mình mua một cặp thì em sẽ bỏ một cái màu này. Hả? Lên mã ngực xịn kèm size vô cho Nguyên là ok vậy mình ơi. 34, 36, 38. Em đi chị em mình 125.000 cặp. Bình thường á, như mọi đợt ấy là Nguyên đi chị em 79.000 không ta? Kìa hả? Mọi khi em đi 79.000 đúng không? Ừ. Cái đợt mà khó thông ấy là người ta bán 100 mấy nghìn, là em đi có 79.000 thôi. Giờ đi cực kỳ rẻ luôn. Mà dạ mình nè à, sang được giá này là giá sale rồi nha chị em mình ơi. Đài size. Đài size. Chị em mình nhìn cái quả ngực này có gọng nhưng mà lên phông ngực rất là đẹp như vậy mình ơi. Quả ngực rất là đẹp, mang rất là sướng luôn. Chị nào lấy cái này lên mã ngực kèm size, ngực xịn kèm size. 34, 36, 38 toàn màu dĩa mai. Nói chung là không chọn màu nhưng mà trong một cặp sẽ có một cái màu này. Có thể kết hợp với màu này và có thể kết hợp với màu này. Nha chị nào lấy cái này lên mã ngực xịn kèm size cho là được nhé. Lên ngực xịn em in rồi, em in rồi. Lên mã ngực xịn kèm size 125.000 một cặp. Mã này không chốt nữa tiếp này. Nha chị em cứ lên mã ngực xịn kèm size cho là được nhé. Ok, chị nào cứ lên mã ngực xịn cứ có size là ok. 125.000 một cặp, tranh thủ gì em ơi. Được chưa, qua nhanh như vậy mà nói cái này em không còn nhiều đâu. Chị nào lấy ngực xịn, comment ngực xịn cho được kèm size với chung là ok. 125.000 một cặp, bao rẻ. Đó, chị nào lấy ngực xịn kèm cho Nguyên cái size là ok như vậy mà nói. Cứ lên ngực xịn, kèm size nhé. Cô chị Nguyễn Trần Nhiễm Phúc qua không lên size à? Chị Nhung Nguyễn, người thì lên không lên size, người thì lên tiền thôi. Kèm size cho Nguyên đi. Alo, size 38 chị Hạnh Đoàn. Lên size cho em đi chị ơi. Size 36 ok. Ok, Thí Văn Ngô, 36 gì Nguyễn Trung Hiếu, 36 gì Diệu Huỳnh, 38 chị Nhung Nguyễn, 36 gì Nguyễn Trần Nhiễm Phúc, 38 chị Lê. Rồi ok, qua nha. Chị nào lấy ngực xịn, comment ngực xịn kèm size cho là được nhé. Ngực xịn lên kèm size cho là ok. 125.000 mà được 2 cái lận. 125 và được 2 cái lận nha. Chị nào lấy ngực xịn, comment ngực xịn cho được. Đâu là cái mã chip này đâu luôn cho chị em luôn chị. Đây này, đây này, này. Ok, chị Bùi Hiền. Đây, chị Đằng Kim Cúc có rồi, chị Nao Ba Hình có. Ok nhé. Cho chị Thăng Thảo Phan. Khách mới cũ ta lên thông tin trên live cho em với. Rồi cho em, hồi nãy em thấy cái bộ tàu khô bên này nè. Có mấy bộ chỗ này cho em xuống màu hồng nè. Hình như 5-6 bộ chị đó, có mấy bộ nó cho em đây luôn. Trời ơi, nếu như chị em mình ưa những cái dòng co giãn mạnh. Ví dụ như chị nào mà mông to, mông to, hoặc là chị em mình ưa cái hàng gọi là co giãn thiệt sự là sướng ấy, thì phát ngay cái này. Hàng này nó mềm, nó giãn, nó thấm hút mồ hôi, có tông xịn cho Nguyên nhé. Size chị em từ 40 độ lên 62 độ về là ok. Lớp lót con này lớp lót không hơi như vậy mình ơi. Như thế nào nha, chị nào lấy cái này lên mã ngực. Cái này là dòng ngực có tông, co giãn là co giãn 8 chiều. Viền của nó là viền lụa, không phải là viền ren nhé. Và lưng của nó là lưng siêu cao rồi. Cái này em đi chị em mình combo 10 cái luôn đi. Ok, vậy chị hàng Nguyên ngực xịn rồi. Cái này em đi combo 10 cái. Trời ơi, đại đi chị ơi. Để em coi ngày mai có hay mấy nhá. Chân váy treo phía sau bao nhiêu? Bộ hết sát đó chị. Toàn bộ cái này là sát đó chị. Rồi cho Nguyên cái này. Lên mã chip cho được nhá. Comment mã chip cho Nguyên là ok. Giảng vô tư, giảng thoải mái nhá. 40, 62 ok luôn.
65 cũng được. Cái này em đi giảm bằng 10. 89.000 nát luôn. Cứ lên mã 89 trong em là ok. Hàng này hàng giảng mạnh, coi giảng mạnh nha giảng một nơi. Mà viền của nó viền lụa, không phải là viền ren. Đó, lớp lót con này lớp lót thông hơi. Chị nào lấy cái này lên mã 89.000 10 con, đẹp quá. Chị nào lấy cái này lên mã 89.000 trong em là được 10 con. 40-62 giảng, coi giảng cực kỳ mạnh luôn. Rồi chị nào lấy cái này lên mã 89 trong em là ok. Bao chị, đây. Rồi lên mã chip 89 cho được. Comment mã chip 89 cho là ok. Rồi nha, máy bộ. Máy bộ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bộ. 7 bộ 3, 1, 5, 8. Rồi bán tặng luôn hôm nay nha. 3, 1, 5, 8 cho size 57 đổ về 7 bộ cuối cùng. Em bán tặng luôn nha. Hàng này là hàng 89.000. Chị Mai Pha, Mai Phạm ơi, không phải 80.000 đâu. 89.000 rẻ rồi, sao còn 80 nữa. 89.000 nha. Giờ cái gì mất mát uống sức uống cá kìa, khát nước dễ sợ luôn. Ba một năm tám mà chị em nghe cái giá này. Hàng này 95.000 tiếp cho chị Mai. 57 đổ về là ok, em bán tặng nha, giá này em bán tặng nha. Ok chị Hạnh, cái này em bán tặng nha. 57 đổ về thôi, rồi lên mã phối em bán tặng cho chị em 70.000 bộ này. 70.000 chị em mình nghĩ nhập ra không? Có tông tàu khô 3158 riêng cái áo là không, là chạy 89.000. Em đi chạy mình nguyên bộ này. Nguyên bộ này 80.000 luôn. À, nhầm. Nãy đọc bao nhiêu? 70.000 luôn. 80.000 bình thường. Em đi 70.000 luôn. Chị nào lấy cái này lên mã bộ phối 70 cho nguyên là ok. 40 đổ lên, 57 đổ về là ok. Chạy mình 38 ký vẫn được. Chạy mình mua cho con cũng được. 70.000. Hàng này có tông tàu khô, càng giặt nó sẽ càng mềm và hàng này nó thấm hút mồ hôi rất là nhiều. Nó không bị mắc phơm đồ, chị em mình giặt vô tư thoải mái, chị em mình thấy chưa bao giờ có giá này luôn. Em bán tặng còn 5-6 bộ này, em bán tặng luôn chị em mình luôn. 70.000 chị. 70.000 nhé. Lên mã phối 70 chuẩn giá cho em nha. Ghi chuẩn giá cho em nha. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên bán tặng 70.000. Chị nào lấy phối 70 comment phối 70 cho là được. Nha, lên bán tặng phối 70. Chị nào lấy phối 70 chút phối 70. Rồi tiếp luôn. Comment mã phối 70 chung là được nghe giảm mà nó. Rồi cái này. Còn mấy cái phối màu này nữa nè chị, màu đen màu xám. Phối màu đen và phối màu xám này nè. Chiếc em mới vừa lên xong chị. Chị hết sushi qua lấy đơn giùm em đi. Có đơn ghé qua ghé lấy luôn giùm em nhé. Có đơn ghé qua lấy giùm em nhé. Nhiều đơn ghé quá rồi, chị ở chặt nhà lắm luôn ấy. Tranh thủ cứ có đơn là mình qua ghé luôn dùng Nguyên nha. Ghé qua lấy luôn cho Nguyên. Chị Nhung à, của chị Nhung Nguyễn. Trời, 3158. 57 đổ về là ok. Của chị Út Hâm. 38 đổ lên, 57 đổ về. Út Hâm có vừa không ta? Út Hâm nhớ 6 mấy ký mà. Út Hâm nhớ 6 mấy ký mà. 57 ký có vừa không? Của chị Trần Thị 10. Rồi cho Nguyên cái này. Size cho chị em mình từ 38 độ lên, 57 độ về, em bán tặng luôn 70.000. Chưa bao giờ có cái giá này nha. Nguyên nói thiệt sự luôn, chưa bao giờ có giá này hết. Chị nào lấy phối đen, comment phối đen cho được cái này được, chắc được chục bộ chị. Phối này còn chắc được chục bộ. Bán tặng luôn, lấy đúng mã phối đen cho Nguyên nhé, không bị nhầm như vậy mình ơi. 70.000 cho mã phối đen. Nha chị em mình lên mã phối đen còn 7 xe 70k thôi. Chị nào lấy phối đen 70 chút, phối đen 70 cho được. Còn được mấy bộ thôi. Nha, chục bộ chứ mấy. Sạch, sạch gọn luôn. Cái hàng này mỗi lần là em về rất là nhiều. Giờ còn rớt lại như thế này, em bán tặng luôn chị em 70.000. Nha, cho nó gọn hàng. Chị nào lấy cái này lên mã phối đen cho được nhé. 70k cho mã phối đen. Chị nào lấy phối đen comment phối đen cho được 70k. Lên mã phối đen 70k cho Nguyên là được nha dạ mình ơi. Nhanh tay nha. Cái gì đây? Ba lỗ hay ba lỗ xanh này dạ mình. Đây ba lỗ không phải. Đây cho chị Vi nhé. Không phải ba lỗ, có mấy cái chỗ này thôi. Con chị Huế Sushi. Hôm nay cho chị Lê Thị Đức Thái. Còn set áo thun chân váy. Rồi, set áo thun chân váy là cái nào ta? Eo, ba lỗ đây. Chị Nơ Ba Hình ơi, màu xanh với màu đen. 39.000 luôn. Chị Nơ Ba Hình ơi, có màu xanh với màu đen này chị ơi. Lấy màu gì đây nè. Chút luôn nè. 39.000. Cái này cũng sale 39.000. Cái này còn màu
Alo chị Nơ, ba hình lấy màu gì? Thải cái gala xuống giùm em xíu. Đang cho chị tầm chị 10. Hai cá cho Boris 55 đổ về chị em cho ok. Hai cái Boris cho 55 đổ về cũng đi chị em, con này 39.000 luôn. 39.000 nha. Lên mã ba lỗ xanh cho Nguyên đi, có xanh với đen thôi, 55 đổ về chốc Boris. Hải cái lai xuống giùm em xíu chị. Ngồi xíu cho lai được bền, lai được nhiều. Khi tiện đứng lên là bóc hàng thì được chưa? Xíu nữa. Rồi ok. Hai cá hai mã chị Nova hình. 39.000 cá nha. Chị Nova hình hai cá. Rồi chị nào lấy cái này lên đổ kèm màu, xanh thì Phạm thì lấy hết xanh. 39.000. Rồi còn ba đen nữa là hết. Boris cho chị em mình ơi. 55 đổ về giảm chút đẹp. Xanh ok rồi, còn màu đen nữa, còn ba cái màu đen nữa là nguyên sạch gọn. 39.000 thôi. Boris nha chị em mình ơi, chắc nè. Xanh ok rồi. Còn được ba cái màu đen nữa là nguyên hết hàng luôn. 39.000 con. Là giá này là giá lên cho nó gọn. Màu xanh, màu đen ok rồi. Còn đen thôi chị, còn có ba cái màu đen thôi hết hàng. Ba cái màu đen nữa là hết hàng. Con này xịn ơi là xịn, chắc bao đã luôn vậy mà nói. Có ba cái màu nu. Con này xịn ơi là xịn. Còn màu đen á chị Mai Hồ lấy chốt nhá. Rồi lên luôn dùng em. Cho chị Trần Nhượng màu đen. Cho chị Tiết Hà màu đen. Đen cái ni lam nữa là hết đen luôn. Hết đen luôn. Con này ba Boris. Ôi con này đẹp lắm chị mọi người. Boris mà chắc nó mềm nhũn ra. Nè. Toàn bộ mai viền cổ như này có ba cái thôi, lên mã lửng chung được. Ba cái thôi. 52 55 độ về chị em cho ok. Lên mã lửng cho Nguyên, Nguyên sale chị em con này 39.000 luôn. Hết ba lỗ rồi chị ơi. Hết ba lỗ rồi, còn cái dòng tâm này, còn mấy cái dòng tâm này vậy nè. Mấy cái tâm này xíu lên. Rồi lên mã lửng chung được đi, 39.000 có ba. Lửng 39.000 có ba con thôi, trẻ mình nên lửng chung được 39.000 nha. Chốt nhanh tay chị em mình, nó có ba cái thôi. Lửng này chắc Boris mềm nhũn ra luôn. Lên lửng. Lửng cho chị đây này Dung. Ok nè, lửng cho chị Nhung Nguyễn, chị Nguyễn Dung. Vậy Tràng Kim Cúc nữa là hết. Ba chị hết rồi đấy chị. Hết lửng luôn rồi, bắt vô lửng luôn. Ui. Giờ săn con này sướng quá. 63.000. Con cá tao phong to. Lên mã 26 chung được. Đi chị em 39.000, hàng 63.000. Hàng này hàng Quảng Châu nha, đẹp lắm. Con cái thôi. Lên mã 26 và sale 39.000. Chốt mã 26, sale 39.000 ghi giá ngon hả chị? Đọc tên có nữa chị ơi, giờ hỏi ngược lại chị luôn ý. Wow. Ui, cái bộ này cưng chị. Đợt nào mà có cái bộ này ta? Cho bé à? À, hàng Quảng Châu cho bé. Hàng này hàng Quảng Châu cho bé. 39.000 luôn. Cái này hàng Quảng Châu cho bé, con sẽ con bộ 105.000. Đẹp ơi là đẹp, 95.000 đi. 95.000. Ba chị như chị cuốn yêu. Sai 35. Cuốn yêu à? Cuốn yêu khách mới cũ có thông tin chưa? Chưa có thông tin gì hết chị ơi, bỏ đi. Yêu lên địa chỉ với lại số điện thoại. Cái này chị ưu tiên cho khách có cũ có đơn vậy. Mấy cái hàng sale á kìa. Tại vì nhiều khi khách mới vô con cái xong cái ngày mai thôi, để cứ gom gom nó mất công lắm. Ghi thêm tên chị mở hoặc thêm tên nữa đi. Còn nếu chị không có thông tin hoặc là có một món một bên cho chị hậu hình. Nếu chứ không mất công lắm. Bộ này xịn ơi là xịn. 95.000 cái bộ này. Bộ này chắc đẹp giả mang luôn, là hàng Quảng Châu. Hàng Quảng Châu 95.000. Ok. Rồi cái này em còn cá này. Cái này em còn đúng cá này. Viền cho Nguyên 39.000 cho size 57. Viền 39.000 cho size 57 chút viền. 39.000 cho size 57, chị nào lấy viền. 39.000 cho size 57 chút luôn dùng Nguyên đi dạo mình ạ. 95.000. Quấn yêu. Quấn yêu ở Hòa Hiệp chị. Bộ bé cho chị Vũ Minh Thư. Cái hàng làm bộ này chị em mình nhận hàng về chưa? Em thấy cái chị hồi chiều lên mặc cái bộ này cũng đẹp lắm. Chị hồi chiều 40-62 ok. 46 được 89.000 luôn. 89.000 luôn, bộ sung phải đẹp lắm luôn. 89.000 luôn. Chị nào lấy cái này lên mã bộ sung xanh. Bộ Nguyên đang mang còn size 55 độ hình. Rồi chị nào lấy cái này lên mã. Mã gì? Mã sung cho Nguyên đi. Chắc rất là đẹp nhá, hàng mai vàng mong rất là kỹ. Chị em mình lên mã xanh cốm chung được nha. Bây giờ em 89.000 xanh cốm, đẹp, bộ này đẹp lắm luôn. 89.000 cho xanh cốm. Cái nó còn bộ à? Hãy xuống luôn đi, 89.000 cho bộ này luôn đi. Phải đẹp ơi là đẹp nha. Hàng xịn sò như vậy mình ơi. Lên mã sung cho được. Hai bộ bên cạnh bộ. 89.000. Bộ Nguyên đang mang.
Gạch gì đó chị Vũ Minh Thư ơi? Gạch sao? Là có chốt không? Chốt không để em chốt cho khách khác. Chị Hoa Tigon. Là sao? Gạch là như thế nào? Bỏ ra à? Đưa em màu xanh nó xanh cô gái khác. Đưa em sách xanh nó chốt đi. Còn y như thế này mà một cô gái như thế này này chị em. Hôm nay cuối tuần em lên sạch sàng luôn. Còn xanh cô gái còn xét 89 nghìn. Thưa quý chị Ngân Hà. Đẹp lắm. Trời ơi em nói nè. Dạ mình mua hàng để ý đi. Không lẽ giờ mình mua hàng nào cho con, mình mua online xong mình lại hỏi ngược lại con mình có ưng hay không à. Rồi xong không ưng lại bỏ lại cho người ta hay sao? Rồi lên mã cô gái cho chị Hoa Tigon đi. Chị Hoa Tigon ơi lên thông tin cho em đi. Không thấy thông tin bên nào. Lại cái lẻ lẻ em hãy xuống đi ra cho em qua luôn chị. Cái này còn một bộ ngố em đi 79 nghìn. Cái này thôi bao đẹp luôn. 888 chị Quyên Lê. 888 này Nguyên đi lại. Nguyên đi hàng một mấy 105 nghìn. Còn được một bộ 57 đổ về là ok. Hàng 888 nhé. Lên mã ngố 79 cho được. Ngố 79 có một bộ duy nhất nha. 57 đổ về là ok. Hàng Thái Sình ấy. Rồi chị nào ngố 79 chút ngố 79. Ngố đen luôn 79k luôn. Ngố đen em đi 79k luôn. Chị Thủy Tinh chị cũ, cho em cái số điện thoại để em đưa phát. Để biết khách cũ với nè. Cho em cái số điện thoại một phát này. Nhà mình Hoa Tigon rồi sắc Hoa Tigon. Thấy rồi chị em mình lên ngố đen chung là được. Em thấy sát trong tường em thấy có một sách hàng 888 mình mà không biết trong tường bên này nè. Đó chị ngó cái 888 là hắn ấy không, cái này sát mà. Còn màu đen chị ơi, còn màu đen nha. Chị nào lấy cái này lên ngố đen cho không được. Có hàng 88 không? Đó. Phải. Không có lúc dài được. Các 333. Dài. Dài là 2 gram. Máy thì 1-2 năm của mình. Máy nào 1-2 năm được. Mình sót lại. Em đi 79.000 luôn nha. Cho nó máu nha. Quần dài nha chị ông mình ơi. Cái này toàn theo nè. Cái này toàn theo nha. Chị Nga hả tê tê. Rồi chị nào cái này 57 đổ về là ok. Cái này quần dài hẳn luôn. Mà em đi luôn chị, 57 đổ về là ok nhé. Áo rộng và quần ôm. Cũng ôm lắm. Quần của nó là quần có tông xịn luôn chứ không phải là quần thô. Không phải là quần vải thô. Ngó xe lớn rồi nè em lên rồi. Rồi chị nào lấy cái này em bán tặng luôn chị em 79.000 cái bộ này luôn. Hàng này tới 1-2 năm nha. Hàng 1-2 năm mới đi giảm 79.000 luôn. Chị nào lấy cái này lên mã gấu tím cho được 79.000 luôn nhá. 1-2 năm của Nguyên đấy. Thế chưa chị không có để ý chốt sau kìa. Rồi lên mã LV chị Trần Kim Cúc. Hôm này 60 ok. Ủa này ngố này chị còn đó. Ngố nhá. Ui trời ơi chắc. Lên mã LV. Tím gấu còn một bộ nữa này chị. Tím gấu còn một bộ nữa này. Hai bộ tím gấu, ba bộ tím gấu này. Ba bộ tiếng gấu, chị nào lấy tiếng gấu lên tiếng gấu. Rồi lên mã LV, bán tặng luôn 79.000. Comment mã LV 79 cho Nguyên là được. Lên mã LV 79 con bộ. Hôm này chị ăn 60 ok. LV cho Nguyên nhá, 79k. Lên mã LV 79 cho được. Ngọc nào ta? Ngọc trong thành thử. Ở dưới cũng hiểu. Áo tay dài quần dài rồi. Sót là cái bộ này nữa. Giờ bán bộ này mắc giá trị quá. Theo hết chứ nè. 79.000 luôn. Chị để xe ngõ trong. Là vé cho chị Nguyễn Ngọc. Rồi cho Nguyên cái này nè. Bộ dài này 55 độ về. Em bán tặng luôn 79.000. Mắc giá trị bộ đồ quá. Dài. Gái này áo rộng quần ôm.
Cái này áo rộng quần ôm. Rồi chị nào lấy cái này lên mã cô gái chung là được. Cô gái chị ghi cái số đuôi điện thoại á. Đây là cái số đuôi điện thoại chị. Trời ơi. Áo rộng quần ôm 125, em đi giảm 79.000 luôn. Quần dài nhá. Nhưng mà giảm sướng lắm. Nó phối tay kiểu như này nè. Đẹp. Nói chung là đẹp. Nói chung là rẻ. Đấy, cho nguyên cái này. Lên mã gái cho nguyên. Comment mã gái chung là ok. Gái xanh đi. Gái xanh cho nguyên được 2 bộ. 79 luôn. Có mấy bộ. Đây nó luôn đi. 79.000 luôn cho nó gọn. Rồi lên gấu tím còn một bộ, em sale luôn 79.000 luôn gấu tím. Xem like tương tác, thả tim thả like chấm tương tác chia sẻ mạnh tay dùng như vậy mà thôi. Sale 5.000 đấy rồi. Sale 75. Đấy. Hàng 125 15 gì đấy. Cố gọi cho chị Phạm thì tốt nhé. Rồi lên mã này, lên mã gấu tím con bộ phối này. 79.000 luôn. 79.000 luôn. Rồi chị nào lấy cái này lên mã gấu tím cho qua được 79k. Gấu tím 79, chốt gấu tím 79 cho qua được. Hàng này còn từng này cái bán tặng luôn. Phải không? Còn từng này cái nữa thôi đúng không? Rồi trong nguyên con này sọc trong nguyên là được hết hàng rồi. Hàng này em đang sale 49.000 đúng không? Lên mã sọc xanh. Rồi trong cái này sọc xanh 1, 2, 4, 6 6 cái. Cái này mà chị em mình mít quần sung thì thôi rồi đẹp luôn. 55 đổ về chị em cho ok. Em đi chị em con này 40.000. 40.000 có 6 cái chị em mình lên mã sọc xanh. 55 đổ về là chị em chốt đẹp dùng nguyên nhá. Sale luôn chị em mình con này 40.000. Trời hả quá. Chắc này chị em mình ơi. Nhìn chắc này. Cái này chắc rip ấy. Sọc cho nguyên cái này chị em mình mít quần sung đúng đẹp luôn. Phối set đúng đẹp luôn. Rồi 40.000 xanh. Chị nào lấy 40.000 xanh và còn một cái đỏ. 40.000 đỏ luôn. 40 xanh 40 đỏ. Đỏ có đúng cái chị em mình lên 40 đỏ cho được nhé. 40 xanh 40 đỏ. Chị nào lấy 40 đỏ cái bộ phối này còn bộ 40 thì 40 luôn còn nửa cái đi cho nó gọn. Thì em lên áo ngực rồi. Lên áo ngực là 125.000 cặp ấy. Xong. Nên lên áo ngực 125.000 cặp. Xong rồi. Rồi 70.000 luôn cái bộ phối xám này này. Phối xám 70 luôn con bộ. Dạ mình lên phối xám bộ này sắp rất là đẹp. Có tông tàu khô. Có tông tàu khô. Rồi lên mã xám cho được 70k. Xám 70 chốt xám 70 trong được. Trời ơi. Cái này em nói nè, tàu khô mà em nói chưa bao giờ mà cái dòng tàu khô mà nó xịn nó đẹp như cái này hết. Đảm bảo luôn. Em nói thật sự luôn. Hàng này là hàng Quảng Châu, chuẩn Quảng Châu luôn. Nó đẹp ơi là đẹp, cái này chị em phải mua. Quay lại cặn cho chị em coi cái hàng. Còn một bộ này thôi. Chuẩn hàng Quảng Châu từ Tát Mát thì dạo đẹp lắm luôn ấy. Vải tàu khô nhưng mà cái này nó rất là mềm. Nha. Mà form to 60 kg chị em mình những cặp quần. Khác biệt không? Em đi chị em bộ này 75.000. Chốt nhanh tay thôi. Bộ này đi á. Sale 75.000 bộ theo. 60 ok, cái này theo toàn bộ này. Lên mã theo 75.000 cái này còn đúng bộ. Đẹp vải đẹp kinh núi. Mảng may, may viền cổ đồ may rất là kỹ luôn. Nha, chị nào lấy cái này lên mã theo 75k. Hôm nay 60 ok. Chị nào lấy theo có một đúng bộ. Hàng này like rồi giờ có rớt mã lại thôi. Theo nhá. Phối xám em hết rồi. Chuyển qua mã theo, mã này nó đẹp hơn cả mã lúc nãy luôn. Mà vải nó sướng hơn. Nha, vải nó sướng hơn còn mấy cá nữa thôi là dứt luôn rồi đó chị em mình ơi. Rồi cho nguyên cái này. Cái này con gấu này có đúng cái. Nhìn cổ này. Nhìn cổ hàng cho nguyên. Nhìn này. Mai hết như thế này, mai chằn hết như thế này. Rồi gấu này con bộ 60-62 ok. Gấu cho nguyên nhé. Comment lên gấu cũng được. Nhưng đi có 75.000 bộ thôi. Gấu có một. Chị nào lấy gấu comment gấu cũng được. Cầm một đồ sứ này. Rồi lên gấu. Chúc gấu cho nguyên là ok vậy mọi người. Comment mã gấu cho được. Gấu con bộ. Rồi lên mã chữ nổi đen. Comment nổi đen cho nguyên là được. Dạ mình thấy không? Thấy cái chữ không? Chị Lan rồi cho nguyên con này nổi đen. Có một cái.
70-75 nghìn nót luôn. Cặp quần em nó đẹp ơi là đẹp. Dài. Chị Thúy Lê toàn lên sau á chị ơi. Toàn lên sau á. Nổi đen chứ nổi da đâu. Nổi đen mà chị. Nổi đen mà. Em đang like nổi đen mà. Chị em mình lên nổi đen cho là được. Nổi đen nhá, nổi đen có một cái. Comment nổi đen. Trời ơi, nail này. Nail mụn nu. Nail mụn nu. Chị nào lấy nail nu, chút nail nu trong được nhá. Nga HPP. Nail nha, chị nào lấy nail một kem, chút nail một kem trong là được nhá. 75 nghìn nhận cái bộ đồ, mấy cái bộ đồ này về đi chị em mình ơi. Từ đường kim mũi chị rất là xịn. Nha. Cái này là chất có tông tàu khô, càng giặt 75 nha chị. Càng giặt càng mềm, nu này chị. Kem kem nu gì đấy. Rồi lên nổi xám trong là được. Cho chị Hồng Vân. Nổi màu xám. Chị nào lấy nổi xám comment nổi xám đi 75. Nổi xám đi 75, chị em mình lên nổi xám C 75 nhìn luôn. Đẹp lắm. Đấy chốt xám 75 trong là ok. Cặp quần mai xịn xò luôn. Này, lên mã nổi xám C 75 nuôi hết. Nổi xám C 75. Hàng này chắc hết rồi còn. Nổi xám cho chị Nguyễn. Còn tấm chỗ nào nữa. Tấm chỗ nào nữa là hết rồi. Gấu kem có 2. Gấu kem nguyên còn 2, chút gấu kem thôi được nhá. Gấu kem hiện tại nguyên còn 2 thôi. Ngày mai viền cổ đẹp lắm chị em mình ơi. Lên cho nguyên gấu kem nhá, có 2 thôi. 40 lên 60. 2 về chị em mình chút được cái này luôn. Nha chị em mình lên mã gấu kem. Đẹp quá. Gấu kem cho nguyên nhá. Lên gấu kem cho nguyên là ok. Nguyên đi luôn chị em mình con này đi chị em mình là. Gấu kem chị thì lên. Còn một gấu kem chị em mình gấu kem thì kim chi nguyện người lấy. 75k thôi chị. Các gấu kem vậy mà nó. Hết kem rồi chị ơi. Chút bỏ hết mấy cái bill đó giùm em cho chị Thùy Lê với Kim Chi Nguyễn. Bỏ hết mấy cái bill đó giùm em. Xóa bill đi, xóa bill đi. Xóa bill đi, không phải. Xóa bill đi. Xóa bill đi. Em nói xóa bill thì xóa bill đi. Không phải, cho chị Thùy Lê với Kim Chi Nguyễn thôi. Quá. Wow. Gấu đen mà đen nổi như thế này, thấy không? Gấu đen có một cái, đen nổi. Gấu đen nổi có một cái, chị nào lấy gấu đen nổi comment gấu đen nổi cho mình. Cắp cái áo nam vào cho em. Có chứ. Ui, có cái nắng xịn nhé. Xin em lên. Xin em lên nhé. Rồi lên mã gấu đen, đen này đen chữ nổi nhé. Đen chữ nổi nha chị em mình ơi. Lên mã nổi đen cho mình là được có một bộ. Comment lên nổi đen cho mình là ok. Rồi cho nguyên cái này. Ê gấu kem nữa chị nè. Mãi gấu kem cho ai nữa không? Gấu kem cho chị nè. Cho chị Duyên lên. Duyên lên cho gấu kem nè. Rồi có một cái đem cho chị Lan. Một cái theo kem. Theo kem còn một. Theo toàn bộ như này 60 ok vậy mình ơi. 60 ok. Nguyên đi giảm 75 nghìn cái bộ này. Lan tan cái gì mà không chốt. Nhanh tay nha. Cho nguyên con này. Gấu kem em hết rồi. Áo nam có. Áo nam em còn ít hồi tối like rồi em còn ít cắt. Chờ em xíu em lên nha. Rồi cho lên cái này. Comment mã này lên mã theo kem. Đúng mã theo kem khỏi bị nhầm nha. Comment lên theo kem. Theo kem cho chị ngơi đổ. Cái này à. Thấy. Cái này thấy gì ta? Thấy ngố à. Thấy ngố 89 nghìn của Nguyên. 60 ok. Bán tặng luôn chị mình luôn nè. 75 nghìn đi. Đi bằng cái này luôn. Bộ này con quần của nó là quần ngố chữ A. Đẹp lắm luôn. Cái này bữa nay không có hàng thì chị em mình ơi. Lên mã ngố thá cho được 75k luôn. Hàng 89 không bao giờ nó điêu vì toàn khách quen. Hả? Kem hồi nãy hả chị? Kem chị ngơi đổ luôn. Chị ngơi đổ. Ngơi đổ khách mới cũ đó ta. Mua một món tranh thủ chốt thêm để đủ đơn đi đơn nha chị em mình nhé. Rồi lên mã thá chung là được. Thái 75 nghìn. Thái 75 này chị. Rồi lên mã thái nâu 75 luôn. Hết hàng. Trời ơi. 75 cho chị này. Nga HPT. Nâu trong nguyên nó dày cộm cơm cái màu này. Rồi chị nào lấy nâu chút nâu 75 nghìn luôn. Nâu 75. Chị Nana này là Nana nào ta? Nana ghé hay Nana nào ta? À, phải Nana ghé không? Nana ghé thì có cái đơn ghé từ thấy bữa giờ không thấy ghé này. Nâu. Phải Nana ghé không chị ơi? Phải Nana ghé nhà không? Không có thông tin.
thấy nhiều khi chủ nhật mà chẳng thấy dạ mình ra để đơn gác nhiều kinh khủng khiếp luôn. Nói chút cho chị. Rồi còn một cái màu lạ này nữa là hết luôn nhé. Còn một cái màu lạ này nữa là hết 60 ok luôn. Còn một cái màu lạ nữa chị em mình nói. Comment lên lạ cho Nguyên được có một cái nữa này. Hết nhá. Comment lên lạ cho Nguyên nữa là ok. Lên màu lạ cho Nguyên nữa là được. Không có đồ bộ thu lãnh. Đây. Có bộ lanh ấy, bộ lanh đẹp lắm ấy. Cứ có đơn đã, người ta đã để chốt đơn cho để ghé lái thì phải tranh thủ ghé lái nhá. Đừng có để tới để lui, nhắc tới nhắc lui mất lòng lắm. Mày thích màu lạ cho chị Thùy Lê. Cái này lộn xộn. Trời ơi. Đây mã gấu đen cho Nguyên. Gấu đen này 75.000. 40 60 nhá. 62 ok con gấu đen này luôn. Chị nào lấy gấu đen comment gấu đen. 40 62 ok luôn. Chị nào lấy gấu đen comment gấu đen. Cho em mấy cái bộ bộ ra chị tự nhiên nói quên mất đi. Bộ rang trước này, còn mấy bộ. Cho em lên luôn cho nó gọn. À cho em bộ lanh mẹ luôn chị, lanh mẹ đẹp lắm. Chốt đi, Nguyên nói thiệt sự. Và nội nhiếm á, thường là mang hàng rất là kỹ nha, mang đồ rất là kỹ. Toàn đi may không? Toàn đi may không? Đó để đó cho em. Mà hôm bữa ra thấy đẹp lan bộ. Cái hôm nay ra về có xây bự nữa. Rồi bữa nay về màu đẹp, lấy luôn bộ nữa. Thôi bữa nay má về má không may. Thiệt, tiền công may không là đã 8. Ở trong quê tiền công may không là 80.000 nha, chưa tính tới tiền vải. Còn ở ngoài này tiền công may nhiều hơn 100-101.000. Mà Nguyên đi giả mình bộ đồ 85.000. Rồi chị em mình lên gấu đen. Chút gấu đen cho Nguyên là được nhé. Rồi để đó cho em. Lên gấu đen cho Nguyên được nhé. 85.000 gấu đen. Ok, chút gấu đen cho chị Lan Nguyễn này. Gấu đen chị Lan Nguyễn này chị. Gấu đen chị Lan Nguyễn này. Gấu đen cho chị Duyên Lê này. Duyên Lê này. 75.000. Gấu đen cho chị Nguyễn Diệu này. Rồi chị nào lấy gấu đen comment gấu đen cho được nhé. Còn gấu đen như vậy mà nói. Còn gấu đen và còn cái chữ nổi màu đen nha, chị nào lấy gấu đen. Ủa, cái bộ này nó nặng trịch đi ta. Chữ nổi màu đen nữa chị mà nói. Hết gấu đen không? Còn gấu đen đây chị này. Gấu đen còn mấy bộ này. Chị Nguyễn Thị Thanh Nga sắp mới hay cũ với ta. Thác chỗ mua đó bạn. Bạn ơi còn nó màu nâu mà. Màu xám rồi. Chị Nguyễn Thị Thanh Nga ơi, lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên like cho em đi đã. Chưa có địa chỉ. Chị ơi lên địa chỉ luôn trên like cho em đã nè. Đã chúc đơn nha. Nổi đen cho chị Nguyễn Khánh Linh. Lên địa chỉ đó chị ơi. Nguyễn Khánh Linh rất cũ mới. Ta cho em một cái điện thoại có tên bot. Lên thông tin trên like, hết trên like giùm em nha chị em mình nha. Mua hàng kèm thông tin trên like cho em đi. Rồi cái này, ê, gấu đen chịu nổi con cái này. Gấu đen nổi con cái này. Chị Nguyễn Thị Thanh Nga này chưa thấy. Bên này không thấy này. Lên đơn cho em đi chị à, thông tin cho em đi chị ơi. Chưa có thông tin đâu. Lên địa chỉ đi đã chị, đã chốt đơn. Ok chị. Ok nha, để em tạo đơn mở view vô này. À nổi đen cho chị. Chị Nguyễn Khánh Linh cũng lên địa chỉ luôn trên live cho em. Chị Nguyễn Khánh Linh ơi lên địa chỉ luôn trên live cho em. Gạo nồi cho chị Thùy Dương. Lên địa chỉ luôn. Không, chị ơi, nổi đen chị. À chị nổi đen hồi nãy rồi. Chị ơi, chị Khánh Linh ơi lên địa chỉ luôn trên live cho em đi đã. Kèm thông tin trên live cho em đi. Rồi cặp này lẻ lẻ nữa rồi sang đi. Qua nè. Cặp này lẻ lẻ nè em qua nè. Lên địa chỉ đi đã chị ơi. Cái mã này cặp này em đi chị anh 70.000. Cặp này em sale 70.000 nữa là hết rồi chị em. Cặp này em sale 70.000 nhé. Rồi trong con này chữ kem. Cái này 57 độ về thôi. Hôm nay nhỏ hơn. Hôm nay nhỏ hơn nhé. 57 độ về là chị em chốt ok. Chị gì Linh ta? Nguyễn Khánh Linh. Chị Nguyễn Khánh Linh ơi,
chị lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên live giùm em với nhá. Mua hàng kèm thông tin trên live giùm em với nè. Rồi cho em cái này, bộ này em đi chị anh 70.000, form này 57 đổ về thôi nhá. Cũng là có tông tàu khô nhưng mà form nó nhỏ hơn, 57 đổ về. Chị nào lấy cái này lên kem 70 cho con được. Lên kem 70k, chút kem 70 cho nguyên là được nhá. Có một bộ kem 70 nha chị em, mình lên kem 70 cho nguyên là được, có một bộ thôi. 40, 38 lên 57 về. Lên kem 70 nè, lên mã chữ hình kem luôn 70. 70 thôi chị, không 79 chị ơi, 70 thôi chị Cẩm Vân ơi, 70 nhá. Để chị không lên thông tin là bỏ đơn ra đi chị. Chị gì á, cứ lên cái số điện thoại, không lẽ không chốt đơn được. 70 chị. Rồi lên mã hình kem này 70 luôn. Đẹp, 57 đổ về. Hình con chó nha chị nào lấy cái này lên mã hình kem, chốt hình kem cho là được nhá, một bộ thôi. Em đi giảm nát 70.000 luôn. Cái này còn lẻ lẻ này thôi, không tiếc nữa. Kể luôn cho nó gọn hàng nha. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã hình kem, chốt mã hình kem. Cảm ơn mã hình kem trong được nhá, 70k. Hình kem 70. Rồi lên mã chữ A, lên mã A trong là được. Comment lên A trong là được nhá. 70k. A 70 thôi, chị nào lấy A 70 hình kem hết nhá. Lên mã A 70, đẹp đẹp, 57kg đổ về là ok. Nha, có tông tàu khô 3158 này. Mà đi có 70.000 thôi. Rồi lên mã A trong được. A có 2 bộ này chị. A này có 2 bộ này. Hai cho chị Nguyễn Thị Vân Nga. Rồi lên mã phối đen. Chị Cẩm Văn được một mã rồi, có một mã rồi. Rồi trong con này lên mã phối đen cho là được nhé. 57 đổ về, có tông tàu khô 3158 này vậy mọi người. Mà ai đi, cho chị Phùng Thị Tâm. Đi có 70 thôi. Rồi nha chị nào lấy cái này lên mã phối, phối đen cho được. Có hai cái phối đen, chút lên mã phối đen dường như là ok vậy mọi người. Sách chữ đen hả chị? Hàng nó có size 2 size SM. S là 55 đổ về, M 60 đổ về mang được. 145.000. Sách miêu ấy. Phối đen này chị. Phối đen có 2 này. Phối đen có 2 này. Phối đen cho chị Hảo Trần Thị với lại chị Phùng Thị Tâm. Chị hồi nãy nói cái gì đó chị bỏ ra cho em đấy rồi. Chị không lên thông tin thì em like lại đi. Hai con gấu màu đen. Hai con gấu màu đen cho size 57 đổ về. Chị em mình lên gấu đen 38 lên 57 đổ về là ok nhé. 38 lên 57 đổ về. Chị em mình lên mã gấu đen cho được. Hai bộ nữa thôi hết. Gấu đen có 2. Gấu đen có 2, set meal này đẹp lắm. Kèm cho em nguyên số ký là được. Hàng xịn xò luôn, có 145.000. Nó nặng chịch trình trinh luôn. Set này cân 55 kg mà chị hạt nhỏ chị to. Chị to là nhất size lên. Chị nói em mua cái này, mua cái này là mua chuẩn nha, không đổ qua đổ về hàng giả nha. À em nhớ chị này đợt 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 xưa hình như cũng có đổi đúng không? Hai đổi đúng không? Gấu đen cho chị Lát Tu. Sao cái tên của chị là tên gì mà chị ghi Lát Tu ta? Em có chị đọc Lát Tu không thấy gió đọc Lát Tu. Miêu cũng 145.000, chị mình kèm số ký chung là được. Miêu kèm số ký chung là ok. Rồi, còn được hai cái chữ đen này, ba cái chữ đen này nữa là hết rồi chị mình ơi. Ba cái chữ đen này nữa là hết. Lên mã chữ đen chung là ok, em lên áo nam nha. Bạn set meal á chị, đây này nè, lấy cho chị lấy xé cho chị, em ăn xé thông thả luôn, em làm từ cái mà xé thông thả luôn. Rồi chữ đen nữa nguyên hết, bỏ cái bộ của chị nó hồi nãy lên lại cho em xem. Rồi chị em mình lên mã chữ đen phối 38 lên 57 đổ về là ok, nguyên còn 3 thôi. Nguyên còn 3 bộ nhé. Đó, chị nào lấy cái này lên mã phối cho được 3 bộ. Đây, chị ngơi đổ 1 bộ này. Còn được 2 bộ nữa, hết 70k. 2 bộ nữa hết 70k nó. Cái bộ chữ nổi hồi nãy chị Nguyễn Thị Ánh Linh không có địa chỉ, em bỏ ra này. Nha, em bỏ ra luôn nha. Rồi cho nguyên cái này. Lên luôn dụng mã 75, bộ này xịn quá rồi, 60-62 ok. Bộ này 60-62 ok này. Đó, lên mã 75, chút mã 75. Không xả giờ, giờ thì ngày mai phải xả rồi. Rồi cho chị Hồng Văn 75. Hồng Văn 75 hết nhé.
hết nha chị em mình ơi. Đây cái bộ mẹ này chị em mình ơi, Nguyên nói nè, về thì toàn màu đẹp thôi. Có một cái mã gấu xám 75 này nữa chị em mình ơi. Còn một cái gấu xám 75 này nữa nè. Một con gấu xám 75, hôm này chị em lấy 62 ok luôn. Gấu xám và 75k. Chúc gấu xám cho được nhé. Áo trắng nắng với Nguyên à. Ok luôn. Ok luôn. Giờ lên giờ. Có luôn chị Nhiện Nguyễn Nhung, có luôn chị Nguyễn Trâm, từ từ chờ em xíu. Gấu xám đi chị. Rồi em xong cái này em lên chị em mình là áo nắng xịn nha. Xong cái này Quân lên nắng xịn luôn chị em mình luôn nhé. Em nói cái nhận cái con áo nắng xịn nó về bao xứng luôn. Bao xứng luôn. Rồi lấy mã bộ mẹ cho Nguyên này. Nguyên nói xịn sò. Size Nguyên đọc chị, Nguyên về chỉ có 2 size, trong khoảng từ 50 đổ lên, 55 đổ về lấy size 5. Còn size từ 55 đổ lên, 60-62 đổ về lấy size đại nha. Em đi luôn chị em bộ này. Đúng đẹp luôn. Chị nào nhận hàng cũng khen cái bộ này, đặt thêm cho mẹ nhiều lắm này. Rồi cho Nguyên cái bộ này. Lên mã bộ mẹ cho Nguyên được, kèm số kế cho Nguyên là ok. Hồi chưa bốc hàng thì giờ còn đúng không? Hồi chưa bốc cái bộ này bán về. Bộ này như chưa bốc bill vậy. Rồi cho Nguyên cái này. Comment mã này lên luôn dùng. Lấy hẳn cái gì xây xây mờ đi. Hẳn cái gì xây mờ đi. Lên mã bộ mẹ cho Nguyên được. Lanh của hắn là Lanh Nhung. Nguyên nói là nội cái tiền công mai không, ở trong Nguyên là 80, ở ngoài này là 101.000 rồi nha. Nhưng mà bộ này lên rất là đẹp luôn, mà màu của nó này nã nhìn sang lắm. Này chị em mình in 3D hết. Chị em mình lên mã bộ mẹ kèm số ký. Em đi chị em bộ này 85.000 một bộ. Lên mẹ kèm số ký cho Nguyên là được 85.000 một bộ. Chị em mình cứ lên mẹ kèm số ký cho Nguyên là ok. 85.000 một bộ mẹ. Không chọn hoa như vậy mà nó, hoa thì nó na ná giống nhau nhé. Đấy, lên mã mẹ, quần của nó là quần sớ. Mang tới trên mất cá chân xíu, ống sung sung sung, rất là dễ mang. Đó, chị nào lấy cái này lên mã bộ mẹ, kèm số ký là dòng Lanh Nhung nhé. Chị em mình cứ kèm cho Nguyên số ký là được. Cứ lên mẹ kèm số ký cho Nguyên là ok. Bộ mẹ kèm số ký cho Nguyên là được. Hình như là trong mấy cái bill này ấy thêm không chị này. Trong mấy cái bill này có này. Giống ghi á. Bộ mẹ à? Ừ. Trời ơi, như cái tài sớ chưa soạn luôn. Rồi lên mã bộ mẹ kèm số ký cho Nguyên được. Nguyên qua nhé. Nhiều màu. Mà chị em mình nhìn hoa này. Nhìn hoa, nhìn lá này. Đẹp. Nên nãy như thế này không có màu nào mà chối lót cho. Mà nội lá thêm bộ này. Chưa bộ nào mà nội lừa. Lừa qua mình tới lấy thêm bộ này này. Đó. Thấy không? Toàn màu sang không à. Nè. Thấy không? Toàn bộ hoa đẹp, hoa sang hết. Chị em mình cứ lên mẹ kèm số ký cho Nguyên là được nhé. Cứ lên mẹ kèm số ký cho Nguyên là ok. Có 85.000 một 46 rộng lắm chị Tia Won. 68kg không vừa à? 60-62 đổ về thôi chị Phạm Thị Thanh ơi. Không vừa 68kg nha. Cái này từ 5 không 60 cũng 62 thôi. Nha, không tới 68 nha chị em mình ơi. Không có tới 68kg nha. 62 đổ về thôi. 50 đổ lên, 62 đổ về. Qua qua nha. Em lên nắng xịn đây nè. Nắng xịn trong Nguyên đây nè. Em đi cái này bóc bill chị gạch luôn, bán kê số lượng ra là dụng. Kê số lượng ra luôn, bóc luôn trên này luôn. Bên bill là có. Bên bill là có nè. Ok, đường này tông màu bán tay. Màu chi đầu tiên chị? Xanh rêu. Xanh rêu. Xanh rêu. Xanh rêu. Chị cứ gạch đi. Ý là chị cứ gạch đi. Cho Nguyên cái này, chốt luôn trên like luôn cho nó khỏe này chị em mình ơi, nhiều chị hỏi lắm. Nhiều chị hỏi lắm, em mang thử cho vợ mình nhìn nè. Mang cái màu đậm đậm, cái quần màu xanh đổi mang cái này màu xanh. Anh là xanh lét luôn. Em lên từng màu chị em mình lựa nha. Cái màu tối tối đi. Size XL luôn rồi. Bắt cái này tới size XL luôn chị ơi, lấy cái size M đi. Bút cho em cái này size M với. Này xe mờ thôi, cái này cũng được. Nắng màu này xe mờ, mà sao màu này có không? Màu xanh dương này còn không? Ở đây thì màu xanh dương có không? Đó. Rồi nắng xịn luôn, chốt luôn. Đó. Cho Nguyên này dạ mình ơi. Đài size đến 60 nhá. Hàng này là hàng nắng ghim, hàng 201.000 nữa. Hàng năm ngó chạy 201.000, năm này sang được hàng xe không dạ mình ơi.
Năm này săn được hàng sale nhưng lên các màu chị em chốt luôn nè, để qua nhanh nha dạ mọi người. Chốt hẳn luôn trên like nhé. Đẹp ơi là đẹp. Nguyên mang size M nè. Nguyên 54 kg. Cái này là dạng mang ôm nha. Dạ mình bao nhiêu ký cũng sẽ mang ôm, đang mang size M. Nguyên đang 54 kg. Đẹp, form form má này đẹp cực kỳ luôn. Đẹp xịn sò. Hàng khoác ghim thể thao á dạ mình này. Đấy, cho nguyên cái này, nguyên đang mang size M. Nguyên có 3 size M, L, XL. Size cho chị em mình đến 60 ok. M chị em chút tầm 52 độ về là thông thả. Size L chị em mình 55 độ, nên 57. XL chị em mình 60 độ về là ok. Chỉ có 3 size như thế thôi. Em đi chị em cắt màu luôn. Đẹp lắm luôn. Khoác xịn, dòng này dòng khoác ghim xịn ý. Hàng chuẩn hàng Quảng Châu, 201 là giá nhà Nguyên chạy. Có ngồi thị trường đợt mà năm vừa rồi chạy cái này á, là ngồi thị trường chạy 360.000 một cái. Dáng của nó là dáng ôm như này dạ mà nói, bao nhiêu cái cũng sẽ mang ôm chứ đừng kêu là em ơi sao mà con áo về nó ôm ôm như thế này. Dáng của nó dáng ôm dáng vô tư này dạ mà. Được chưa? Coi rõ dùng Nguyên nhá. Con này em đi chạy 139.000 kèm màu với cho Nguyên nhá. Kèm màu kèm số ký. Nguyên có luôn chạy mình màu này gọi là màu xanh dương đi. Màu xanh dương cho Nguyên nhá. Màu hồng cam. Nha, em lên từng màu chạy mình lựa luôn, kèm cho em số ký là được. Màu nâu phải không chị? Màu này cái màu nâu đúng không? Màu nâu này, màu mặn cho Nguyên này. Màu xám này và màu xanh rêu. Đó, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá. 139.000 đảm bảo nhận hàng con này về rất là ưng. Ui. Sao 102 view mà 3 phút đứng đơ không thấy tương tác thế này. Thấy chị em mình có chờ cái này không, em quá khác nha, không mất công nha. Đó, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên. Hồi nãy giờ từ cái thời gian đi thai không thấy chị em mình tương tác luôn. Phải không? Còn phải còn hơn trăm chị có like không? Rồi cho Nguyên cái này em đi luôn chị em mình luôn nè. Comment kèm màu cho Nguyên là được nhá. Nguyên đi luôn chị em mình con này, giá lên luôn chị em mình là 139.000. 139.000. Nè em xanh dương size 60 nè. Xanh dương size 60 nè. Gạch vuông quá chứ chị gạch rứa rằng biết chị. Size 60 nè. Xanh rêu size 52 chị Phạm Thị Trung Hiếu là hai cái. Size số 2 hả? Size 52. Size M ấy. Size M màu hồng cho chị Nguyễn Trâm. Chị chặn, hình như chị chặn cái máy in rồi chị. Đâu có. Chứ hàng ở đâu rồi? Chặn cái máy in rồi. Hồng cam size 52 chị Trần Thị Kim Cúc. Chị ơi kèm màu kèm số ký cho em đi chị ơi. Kèm màu kèm số ký cho em đi. Xanh dương size XL cho chị Thanh Thảo Phan. Kèm màu kèm số ký cho em. Xanh là xanh gì chị Nhung Nguyễn ơi? Em có màu xanh dương này, rồi màu xanh rêu này, hai tông màu là chọn màu cho em đi. Xanh dương, xanh rêu, chọn màu cho em đúng màu em chốt nha. Xanh dương lên cùng một size dùm đi. Xanh dương size L đi cho chị Nhung Nguyễn. Ghi cái bill trên đó, ghi dương cho em đi. Trên cái bill dương. Rồi chị nào lấy cái nào lên dùng em. Kèm vô trong nguyên cái số ký. Em nói cái dòng này bao xịn luôn. 139.000, Nguyên nói chưa bao giờ cũng nghĩ là săn được con áo nào mà giá đầu trăm hết trơn. Nó xịn ơi là xịn. Nguyên có màu hồng cam, màu cam đi, màu nâu cho Nguyên, màu mặn này, màu xám này, màu xanh rêu. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Kèm lên cho Nguyên số ký nha dạ mình thôi. Phải có số ký mới chốt đơn được nha. Hàng đủ size. Kèm lên cho Nguyên số ký để y cái bill đó nha mọi người, để biết up lên cái màu gì một chút. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên đi. Nguyên đi luôn dạ mình có 139.000 một cái. 139 rồi chuyển cái áo nam qua cho em. Chuyển áo nam luôn. À, để từ cho nó để lên ạ. Mặn xay lời cho Phùng Thị Tâm. Mặn lời chị Phùng Thị Tâm đi. Rồi cái này chỉ còn lẻ lẻ như này. Ew, ba lỗ này hồi nãy chị nào chưa có. Nguyên còn một cái màu trắng, một cái màu bò này. 39k luôn. 55 đổ về chắc bo rip. Con này là 55 đổ về và chắc của nó là chắc bo rip chứ gì ạ mọi người. Nha, chốt lên luôn dùng con này trắng 39. Không có size 62 chị. Không có size 62 nhé. Comment mã trắng 39 hoặc là xám bò 39 luôn được, có hai con. Trắng 39 hoặc là bò 39 luôn là được, có hai con vậy mà nói. Mời cho Thuyền nha. Mời cho Thuyền nha. Chị ơi, nãy đọc tên là có như giờ cũng không biết luôn á chị ơi. Chán gì Phạm Thị Trung hết. Cái
Cái này dòng tâm tâm lạnh. Ba lỗ tâm lạnh, cái này em đi cho em 39.000 luôn. Có màu trắng, màu kem, màu nu. 52 đổ về là ok. Màu trắng, màu kem và màu nu có 3 cái, hàng này cũng hết luôn rồi. Hàng này Nguyên cũng hết hàng luôn rồi. Nguyên đi cho em con này cũng 39.000. Màu bơ nha trẻ mình, cái này dòng tâm lạnh nhá. Nguyên có màu bơ. Màu bơ, màu kem và màu nu. Cái này dòng tâm lạnh 52 đổ về đó. Nguyên cũng đi cho em 39.000. Mùa này mang mấy con nồi sướng vậy mà nói. 52 đổ về. Tâm lạnh nha. Có 3 cái thôi. Màu kem 1 cái này. Màu nu 1 cái, màu kem 1 cái và màu bơ 1 cái. 39.000 luôn nha. Chị nào lấy cái này lên 39.000 tiền này. Cái này còn cái áo nam này nè. 59.000 cho Nguyên. Size 62. Còn sót được 1 cái này. Hàng Melody. Hàng này là hàng Nguyên chạy bao nhiêu tiền? 79.000 con đúng không? Em đi giảm 59.000. Lên mã áo nam size L. Nam L cho Nguyên có 1 nhé. Comment lên nam L cho Nguyên nhé. Nuôi cho chị Phạm Trung Hiếu, Phạm Thị Trung Hiếu. Rồi chị nào lấy nam, lên nam con cá. Rồi lên chữ nổi cho Nguyên là ok này. Nổi này em còn đường bộ này. 75.000. 62 đổ về là ok. Lên mã nổi đen cho Nguyên còn bộ nhé. 62 đổ về còn bộ. Chị nào lấy? Chị Như Cầm Nguyễn. Có một bộ thôi, chị nào lấy nổi đen cầm em nổi đen. 59.000 thôi chị. Size to, mình phải thao nam size to như nhất rồi. Không còn. Không còn chị ơi. Rồi bộ nam này em sale 79.000. Bộ này đẹp lắm. Cái quần của nó cũng là quần thông hơi luôn. Dài nha, 62 đổ về. Lên mã bộ nam xám, 62 đổ về là ok con bộ. Nha, lên mã nam xám, 62 đổ về có một bộ thôi. Thông hơi toàn cả bộ nhé chị em mình ơi. 62 đổ về em đi chị em bộ này 79.000. 79 triền nha. Đây áo này em nói hồi tối chị nào chưa săn được xong. Phí luôn. Còn được mấy cái lẻ tẻ nữa Nguyên lên luôn nhé. À từ từ cho em cái bộ ra này đã. Bộ ra nó mấy 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 bộ. Úc cho em một bộ. Mét 4, mét 6, mét 8 em còn mấy bộ em thải lên chị em mình bộ này, mã này luôn nè. Nổi đen như chị Nga Cường. Cái bộ nam thể thao này như trong đường lùn mình còn mấy bộ phải không chị? Trong đường lùn càng kệ lưới mình còn mấy bộ phải không? Nam xám như chị Nguyễn Thị Vân Nga. Cho em coi trong đó còn màu chưa nữa, trong đó cho em luôn. Rồi lên luôn dùng nguyên cái bộ này nè. Bộ này là bộ bộ ra nhé, bộ ra hai gối đầu, một bọc nệm, một gối ôm. Cái này thì em chạy nhiều lắm rồi. Mét 4, mét 6, mét 8 và những cái họa tiết này là những cái họa tiết cô ta. Dạ, cứ có đơn trưa là nhà em tự dồn, cô không cần nhắc đâu. Cứ trong ngày là nhà em tự dồn. Cứ trưa là gom tối, trưa gom tối là mai đi đơn. Còn không dùng đơn của nhà hôm trước. Hôm nào cũng nhớ. Nói chung trong ngày là em đi đơn. Cứ ngày mà em like một like em cũng đi đơn. Mà ngày hai like em cũng dùng em đi đơn như vậy mình luôn. Đó. Rồi chị nào lấy cái này lên mã bộ ra cho được nhé. Bộ ra cho Nguyên. Mét 4, mét 6, mét 8. Nguyên đi chị mình mét 4, mét 6. Cái này hai gối đầu, một bột nệm và một gối ôm như vậy mình thôi. Nha. Cái này em chạy nhắc rất là nhiều rồi. Rồi chị nào nhà có con nhỏ nên mua bộ hai bộ đi dành. Hay qua thay vì. Cho Nguyên cái này. Em đi luôn vậy mình. 79.000 cho mét 4. 79.000 cho mét 8. Ô quay lộn mấy 6 85.000 cho mấy 8. Chị em mình lên mã ra chục cho mà được. Bộ ra chục màu này nhìn sạch sẽ mà cute này vậy mình ơi. Lên mã ra chục cho mà được nhá. Mét 4 Mét 4, mét 6 em đi chị em mình là 79.000. Mét 8 em đi luôn chị em mình là 85.000. Hai gối đầu, một bọc nạm và một gối ôm như vậy mình ơi. Một bọc gối ôm. Thì sao chị nào lấy cái này lên ra kèm màu cho được. Bộ nó sai chi đó chị? L. Sai L. Sai L 60 đổ về. Hồi nãy size XL. Còn đâu size lớn à? Còn nó size lớn rồi. Rồi nha chị nào lấy ra kèm size cho Nguyên như vậy mình ơi. Mét 4, mét 6, mét 8, hai gối đầu, một bọc nệm và một bọc gối ôm nhé. Nguyên đi luôn chị em con này. Hàng hot đấy, mẫu này mẫu hot luôn. Mẫu này mẫu hot đấy. Mét 8 đi chị em 85.000. Còn mét 4, mét 6 em đi chị em 79.000. Ra xếp ra rất đẹp nha dạ mình ơi. Không phải hàng mỏng 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 đâu. Đó, chị nào lấy cái này lên mã chục kèm size. Mét 4, mét 6, mét 8.
mét 4, mét 6, mét 8. Rồi cho em bộ nam nó size gì? Màu xám nó size gì? Toàn L à, size 60 đổ về. Em đi giảm 79 nghìn. Lên mã xám L chung là được. Dưới 60 nha dạ mình ơi. Bộ nam này size dưới 60 thôi. Nguyên đây giảm bộ này 79 nghìn luôn. Nha chị nào lấy bộ này lên luôn dùng nguyên nhé. Toàn bùa là size L, còn cái màu gì size L. Lên mã bộ nam L size 60. Ok chị nào lấy nam L, comment nam L cho con được. Size nó size gì? Nó 8 cho chị Linh Nguyễn nha. Nó 8 luôn chị Linh Nguyễn. Nó 8 luôn chị Linh Nguyễn. Size L không à? Nó còn 60 độ về đó. Trời ơi. Bộ nam này 60 độ về em nó bao đẹp luôn. Có bụng trong bụng đen xin lỗi. Tao bỏ lên trên. Nam xám cho Nguyên nhá. Quần cái này là thông hơi cả bộ. Ba lỗ nam hồi trưa lên rồi Nguyên sale máy tiền đó. Bộ này size 6. Bộ này size 68 còn bộ này. Đen này size 68 em còn bộ này. Thì nào lấy đen size 68 chút đen size 68 còn một bộ như vậy mà nó. Comment mã đen 68 cho Nguyên là ok. Nam xám cho chị Hậu Huỳnh. Đen size 68 nha. Hàng đẹp lắm luôn, dập cái này em còn ít á. Còn được mấy bộ em thải luôn cho nó gọn, 79.000 bộ luôn. Chị nào lấy nam xám comment ô lộ. Nam đen và size 68. Nam đen và size 68, chị nào lấy nam đen. Nam trắng size 62. Nam đen size 68 và nam trắng size 62. Rồi chị nào lấy bộ nam, comment bộ nam được. Nam đen size 68, nam trắng size 62. Nha, bây giờ em 79.000. Em còn mấy bộ. Yêu từ từ. Hai bộ thun thái này. Hai bộ thái cam. Cái này còn hai bộ thái cam thì vậy mà nó ba bộ thái cam màu sữa nha, 75.000 luôn. Đang cho chị Lê Phạm Bích Hằng. Cái này màu sữa nha chị em mình ơi. Ba bộ này em đi giảm 75.000, cái này dạ mình chốt nhưng bữa giờ không có thun thái này về. Này dạ em mua cho con cũng được, mua cho mình mang được, mua cho con cũng được. Size 60 62 ok, quần của nó không phải là đùi hẳn nha, cái này là dạng ngố A mang trên đầu gối một xíu thôi nha. Form này dễ mang lắm. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên mã sữa cho được, có mấy bộ không màu sữa. Không có chăng chị nghe, xách ra thôi. Xách ra chứ không phải chăng đâu, chị Trần Thị Mười ơi. Ra thôi nha. Rồi cho Nguyên con này lên sữa cho Nguyên là được. Chốt sữa, cà mè sữa. Có 3 bộ sữa. Nga, 3 bộ màu sữa. 75 luôn. Ui, một bộ nổi nâu này cũng đi 75.000 luôn. Nổi nâu màu lại đẹp. Chữ nổi nha, tàu khô. Cái này tàu khô. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nè. 75.000. Comment mã nổi nâu. Em thải xuống nhiều lắm mà đã đi được cái gì đâu ta. Nè. Em thải xuống nhiều lắm mà đã đi được cái gì đâu. Sữa cho chị Nana. Nổi nâu. Nổi nâu con bộ. Nổi nâu con bộ. Nổi nâu cho chị Nguyễn Thị Vân Nga. Cái này em đi chị em 70.000 luôn, size 57. Lên mã phối hồng. Chị có cái cặp mà bên cái áo vàng ấy là gì chị? Cặp bên áo vàng là gì? Trời ơi, 57 độ về. Chị nào lấy cái này lên nổi hồng của lộ. Phối hồng trong là được. 38 độ lên 57 độ về là ok. 70.000 luôn. Có tâm tàu khô 3158, 70. 3158 mà đi có 70.000 thôi. Rồi chị nào lấy cái này lên phối hồng chung là được nha. Lên mã phối hồng. Có tâm tàu khô 3158. Size 38 độ lên 57 độ về là ok. Con bộ xe luôn 70.000. Dạ, cái gì đó. Bộ mà túi giếp đó, gì đó. Chúng thái à? Thải luôn. Rồi lên mã phối hồng con bộ. Lên mã chữ B. Đố chị chứ. Gì chị? Ở vô ra mà đi. Rồi chị nào lấy chữ B. Comment mã chữ B. Size này dành cho chị em mình từ 38 độ lên 57 độ về chữ B. Phối hồng cho chị Duyên lên. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Comment mã chữ B 70.000 luôn. Tàu khô 3158. Lên mã chữ B nhé. 70.000 lộ 70.000 thôi chị, 70 thôi. Em xem 70 đi. Chữ B này. Con gáo màu kem kem ấy, ngôi sao màu kem kem không cần mở rồi chị mình. Rồi gấu đen còn được 3 bộ, lên luôn chị mình là 70.000 một bộ. Cái mã này em nói nè, chị nào hồi tối chưa săn được cho chồng phải săn luôn. Còn được mấy con nữa là nguyên hết luôn ấy.
Còn lẻ lẻ mấy cái nữa là Nguyên hết sạch luôn. Xịn ôi là xịn. Rồi tương tác lên xíu nữa chị em mình không? Tương tác lên xíu nữa nào. Cái này thì xịn ôi là xịn. Cái mã này hiện tại em còn được 3 cái. Size M cho những anh nam nào 57 đổ về. Size XL là 68kg đổ về là ok. Con này em nói xịn ơi là xịn nha. Từ chắc đến kiểu phối của nó rất là sang. Cái này có 3 con. Lên mã 18 kèm size cho con được. Có 3 con. Chốt lên mã 18 kèm size. Đúng 3 con. Nguyên đang có size 57 đổ về lấy size M. 68 đổ về lấy size XL. Nha. Nguyên đi luôn chạy một con này giá lên chạy bên 89.000. Mét mấy chị? Mét 6, 7, 7, 9 cho chị N thương đặng khách mới cũ ta. Size XL. Ok. Tạo mấy món. Ok nè, còn size M cho 57 đổ về thôi. Chị nào lấy cái 18 con size M vậy mình nhìn cái áo này. Đẹp dễ sợ luôn mà còn size M. Anh nam nào mà mang body được thì 60 vẫn ok. Hết size XL rồi. Rồi chị nào lấy 18M. Comment mã 18M còn có một cái. Hai cái hả? Hả? Ờ XL cũng được nhưng mà thôi cứ chốt cái này chốt cái không thôi. 75 lấy size XL nhưng mà bây giờ không còn. Ba lỗ keo hết. Đâu? Rồi chị nào lấy mã 18. Cái này lẻ lẻ thôi. Mã này size 2 nè. Kem này size 2 nè. Cái này 75 ok luôn. Trời ơi đẹp. Có một cái size 2 75 ok luôn. Đẹp ơi là đẹp luôn. Cầm cái con áo nó mất mượt. Rồi chị nào lấy cái này. Có một cái duy nhất. Chị em mình lên mã 2. 2x chung là được. 75 ok luôn. Một cái thôi. Ê chị em mình con này 89.000. Vừa rẻ và vừa đẹp nhé. Chị nào lấy kem size 2. Comment kem size 2 cho Nguyên là được. Kem size 2 nhé. Con có. Kem size 2 con cái. Chị nào lấy kem 2. Comment kem 2 cho là được nhé. Rồi cái này đen M. Đen XL. Đen XL. Comment lên mã 11 kèm size. Comment mã 11 kèm size. Có size M cho 57, XL cho 65. Comment lên mã 11 cho Nguyên là được. Còn cái này size 2 nữa nè. Mã phối luôn ta. Mã phối xanh này size 2 nữa chị em. Còn có một cái phối xanh này size 2 nữa. 75 cũng được luôn. Rồi chị nào lấy cái này lên mã phối size 2. Con cái phối size 2 thôi nè. Size 2 ok mà. Thì em chúc cho anh gọi là mang cho nó thông thả. Vì Nam ưa mang cho nó rộng thông thả. Chứ cái này mang vừa mà 75 cũng vừa. Nhưng mà em ưa em chúc 72 là cho nó mang rộng thông thả thôi. Phối size 2 cho chị Phạm Thị Trung Hiếu. Rồi mã 11 trong em có size M và size XL. M 57, XL là 68kg độ về ok. Mà thậm chí anh Nam nào cao lên 70 cũng được. Nhưng mà chốt 68 cho nó thông thả. Rồi lên mã 11 kèm size. Em đi 89.000 con này thôi. Mã 11 có size M cho 57 độ về và XL là 68 ok nha. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùm Nguyên. Mã 11 kèm size. Size M chị Phùng Thị Tâm này. Rồi mã 11 còn size XL. Đẹp lắm. 11 còn XL. Cái bì của nó đâu ta? Bì nó đâu bỏ cho nó xịn xò ta. Rồi còn mã 11 size XL nữa thôi. Hết size M rồi. Cái mã hồi nãy mã mấy 18 nó size M vậy em chút. Size M này có 1 cái. Size M này có 1 em à. Mã này mã 11 này có size M này chị nè. À quên lộn, mã 18 này có size M này chị ơi. 18 có size M đây nè, đẹp lắm. Trời. 18 size L cho 62. Anh nam nào gọn lấy 65 cũng được. Lên trong em 18 size L còn cái nữa chị em ơi. 18L hiện tại còn một cái dạ mình ơi. Lên mã 18L cho Nguyên hiện tại còn một cái. Đẹp ơi là đẹp luôn cái con áo. Mà Nguyên đi chị em có 89.000. Size 62 đổ về. Ở nam nào ví dụ như mang body được 65 cũng được luôn. Mà chị em mình nhìn cái form áo này. Toàn nó phối màu rất là đẹp luôn. Tỷ đẹp con này luôn. Mà đi có 89.000. Em nói đi mấy chị em mình mua mấy trăm nghìn con áo nó cũng xứng đáng luôn. Nó thật sự luôn, con này mà đi mấy trăm nghìn nó cũng xứng đáng con áo luôn. Chị nào lấy cái này lên mã 18 CL. 18L chung là được, tương tác lên chị mà nói. Lên xíu nữa nhé, tránh lên xíu nữa nhé. Lên 18 CL chung là được. Comment mã 18L. 62 anh nào gọn lên 65. Trời ơi cái màu bò này.
Chị nào lấy màu bò xây mờ chốt. Có ưa lên cái này không chị em mình ơi, chứ mở ra chứ không là xếp ra xếp vô nó không được đẹp như người ta xếp. Nó mắc giá trị con áo lắm. Này 16 xây mờ cho 57, năm đầu gọn lên 60, comment mã 16 chung là được. Một hai cái nữa thôi nha chị em mình nhé. Lên mã 16 chung là ok. Đây. Đây. Con bò mờ cho chị Phan Thị Thanh. Khách mới cũ đó ta. Hai x hết luôn rồi đó chị. À đây đây đây. Còn con này 2x. Còn một con 2x. Lên mã 19, 2x chung là được con cá. Có đúng một cá size 2. Comment lên mã này, lên mã 19 chung là được. Size 2x đẹp chưa? Dép còn dép à, chị, mình có mấy cái dép mà chữ H mà. Ừ. Mã 19. Có cá mà chữ H nó còn mà còn mấy đôi mà không nhớ rồi đâu. Thằng đó mình đi mấy 8 mấy nghìn. Có chị Yến Nguyễn. Yến Nguyễn. Có ở đâu cho em lên liên hệ luôn cho chị. Sao hai hết rồi đi chị em. Hết sạch xanh 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 hai. Ừ, cái này sẽ XL. Hết luôn. Hết luôn xanh hai. Giờ còn XL to nhất. Chị em mình cứ ưa XL em bóc XL thôi. Hết xanh hai luôn á chị em mình ơi. Còn được à, hơn chục cái này. Nhưng mà hết toàn bộ hết xanh hai. Áo kiểu mà chị. Hết size luôn rồi. Còn 20-30 cái, 20 cái nhưng hết size luôn rồi. Size mờ đầy nè. Size mờ thì đầy. Mờ màu này đẹp nè. Mờ thì còn nhiều lắm. Mờ này lên mã số 2. Mã này là mã đẹp nhất nè. Mã này ngày hôm qua lên mã đầu tiên. Màu này đẹp nhất nè. Lên mã số 2 cho Nguyên là được. Comment mã số 2 size M 57 đến 60 cái ok. À dép đá mấy bữa à. Dép đá mấy bữa còn nhưng vẫn lẻ tẻ size mà giờ không lên lẻ size nổi đó. Lên mã số 2 size M nha. Chị nào lấy mã 2 size M comment. Size M thì còn rất là nhiều mã. Toàn bộ là chủ yếu là size M. Và chị nào lấy mã số 2 size M chốt. À. Có mấy cái con quần quần xịn xịn ấy đây này, đây 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 em thả xuống em xem. Còn một màu chị kìa. Cái quần hãng mà mấy trăm nghìn ấy. Đó. Cái này còn hai cái này bị giảm 89 nghìn. Chăn 89 nghìn. Chị sao sao vậy nè. Chăn 89 số 2 cho chị Hào Trần Thị nha chị. Ừ. Chăn màu. Cái màu rất là đẹp luôn. Còn đúng hai cái. Để giảm 89 nghìn một cái. Chăn màu cho được nha. 2m, 2m2, cái này siêu dài. Không cần mở ra nữa. Chị Nga cười cái còn cả. Đẹp lắm, màu này đẹp lắm. Rồi nha, còn một cái 89 nghìn hết hàng rồi. Chị nào lấy mã này. Màu trắng ơi, màu trắng không? Màu trắng màu phối đó chị ơi. Chứ không có màu trắng trơn đâu. Trắng phối như thế này nè. Ok thì chốt này. Trắng cho chị Phùng Thị Tâm. Cái này 2x nữa nè. Trắng là trắng phối cho chị. Như này nè, phối trên cầu vai nè. Ok không, xây mờ. Đây còn một cái 2x gì vậy mình ơi. Xót một cái 2x nữa này. Một cái 2x nữa đây chị em mình ơi. Lên mã 2x cho được còn một cái. 2x giờ còn một cái, chị nào lấy 2x chút 2x cho nè. Còn một em 2x nhé. Tặng xe 2 cho chị Phạm Thị Trung Hiếu. Là sao chị? Thôi. Rồi cho Nguyên còn con này. Xây mờ thì chốt thôi. Giờ không mở ra nữa nha. Không mở ra nữa. Cho em cái quần xịn đó đi. Em đã nhận con quần này về này. Đã ơi là đã. 595 nghìn đúng không? Kiểm tra sai rồi. 469 nghìn. Nhớ lộn cái gì mà ra 595 nghìn. 469 nghìn. Quần hãng, quần cao cấp cho Nguyên. Em cầm 30. 30. 28, 29, 30. Cái này cho chị Huỳnh ha. Còn 28, 29, 30 rồi. Tổng cộng nó cũng 28, 29, 30 rồi chị. Tôi cộng luôn sao.
đẹp ơi là đẹp, 469.000 một cái, 469.000 một cái nha. Size 65 thì lấy size L cũng nhiều mà chị, còn size L có mỗi size size 2 là không còn thôi, XL còn. Ví dụ ưa tư tông màu gì, trắng phối hay gì, trắng phối size M đây chị nè, size M này. Thế chị còn cái này hay rồi nè, size M này, size M này. Chị Yến Nguyễn này còn cái size 3 nữa, còn một cái size 3 hay còn cái size 2 này. Còn một cái size 2 nữa chị em mình ơi. Màu này size L đẹp này chị nè, làm chị có size 31. Mình đọc 28 29 30 à. Ừ, 2X này. Thấy chị Nga Cường. Trắng phối có size XL. Trắng phối có size XL. Không. Đây, hai em lựa cho hai màu đẹp luôn. Em lựa cho hai màu đẹp luôn, em nói đảm bảo về nhận hàng về ưng thôi. Cái này em bảo chị Nguyễn Thị Tiết cái này nhé. Chưa chị ơi. Cái cây dở lên đúng size cho em đi. Từ từ chị em xíu. Bỏ hai màu này chị Nguyễn Thị Tiết nhé. Màu này màu mỡ gà với màu vàng đó. 469 nghìn. Chị ơi lên hẳn cái size, chuẩn cái size đang đi. 28, 29, 30 rồi chị. Ừ. Size lớn có luôn. Ưa size gì có size đó luôn. Từ size 2X thôi. Từ size 2X thôi. Size L đây. Size L đây. Màu nâu á. Nâu size L hết rồi. Size số 2 bây giờ nó size XL. Size L đây chị nè. Size L cho chị nhung lắm. Size L trắng phối và một màu ghi ghi phối này. Đó size L. Chốt 62 đổ về đây nè. Đó, ai lấy size L chốt size L. Rồi cho Nguyên cái này. Màu này là màu mỡ gà nhé. 469.000 cái. Cái này lên mã cao cấp cho Nguyên đi. 282930. Không phải 2 size L đâu. Size của nó là 282930. Hàng hãng cho Nguyên này. Em đi mấy tiền ta? 79.000 con này luôn đi. Hết hàng rồi. 79.000 luôn đi. 119.000. 119.000. 129.000. Thế em đọc cái gì mà 79.000? 115. 115.000. Thế em đọc có 79.000. Trời. Kèm size cho em đi dạ mình ơi. Size hết tặng cho chị Nhung Nguyễn. Còn một màu này em cũng đi gọn luôn. Đây nè. Bây giờ em bảo nó đi. Không chị ơi. Đây em lặt lại cho dạ mình để coi, để bảo dạ mình kêu nó đi. Chị em mình nhìn hàng cho mình. Thấy chưa, nó xịn ơi là xịn, quay cặn luôn. Chị em mình coi nét vô nè. Đấy, nhìn cho Nguyên này. Được chưa? Đấy, em đi luôn chị em mình. Lỡ rồi. Hết xa rồi. Hết hai rồi. Rồi chị nào lấy cái này lên mã cao cấp cho Nguyên kèm sao đi. Cao cấp kèm sai. Lên cao cấp kèm sai cho Nguyên là được nha. Đài sai. Đài size cho những anh nam nào từ mang size 28 đến size 30 thôi. Size 30 tầm khoảng 60-62 anh được. Tình Ngô đang mang size 30 được. Cũng tùy, cũng có ông bụng to, bụng nhỏ này. Mua cho con cũng đẹp. Tập có 79.000. 30 cho chị Nga Cường. Tập có 79.000 thôi chị em mình ơi. Xỉu luôn ấy. Chị Nhung Nguyệt là size 28 rồi đó chị ơi. Đi xỉu luôn đây. Bộ thải lên cho nó gọn. Bỏ ra thì. Bỏ ra thì. Ồ, cái quần cao cấp này cho em này. Quần cao cấp, quần quần nữ da cá tàu này nè. Ê, cái like hồi nãy tự xóa luôn chị ơi. À. Cái like hồi nãy xóa luôn. Cái like cũ á. Thì bận vốn đâu hiểu thì đó. Bận mà ăn cái video này không hiểu thì. Buồn hả? Sai hết chị, cho chị đính lên nè. Quần lửng chị ơi. Quần lửng, quần lửng. Sọc ngang xây lờ. À,
em bỏ xuống cái này. Cái nào sọc ngang size L chị? Sophia. Trắng sọc ngang size L ở dưới phải chị? Size L em thải xuống hai cái. Cho chị Trần Thị Kim Cúc. Cái này còn một bộ 75k này. Lên chung nổi 75 62 độ về ok. Nổi 75 nhé. Lên nổi 75 62 độ về là ok. Cái like hồi nãy đầu like tự nhiên like xong xóa luôn đi. Sai hai chị cho chị Hảo Trần Thị. Hy vọng là cái like hồi nãy toàn khách cũ không chứ không. À, từ sáng luôn. Bây giờ em đứt phôn thái này. Nổi này chị. Cho em cái quần quần xịn này chị. Xịn. Quần hôm bữa chị Trần Oanh chị hỏi chị coi còn nhiều không, lấy gì còn nhiều thì bỏ chị Trần Oanh luôn. Ừ. Đây 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 đây. Cùng một mã đúng không? Cộng là cùng một mã đúng không? Ghi cho chị Trần Oanh đây cho em. Hôm bữa chị hỏi cái này biết mà tiền không còn. Thả trên kệ xuống ghi chị Trần Oanh. Bộ này chị nào chưa chốt được 75 cho chị Thuận Nguyễn. 60 62 ok cái bộ này cho Nguyên nha. Mình nói này bộ này 60 62 chị em mình cho ok. Để bưng qua hàng bao hàng lẻ nữa sale luôn cái nghỉ nhá. Xong cọc này các em lên bao hàng lẻ này các em nghỉ nhá. Rồi cho Nguyên cái này đi. Bộ này quần sung áo rộng đi chị em 89.000 luôn đi. Cái này đẹp quá luôn ấy. 60 ok vậy mọi người. Này mới giảm 89.000 còn có mấy bộ à. 89.000 nhá. Lên mã bộ chữ hồng 89 cho là được. Bộ này rất là đẹp. Mới vừa like xong cái hàng này hàng MDC 895.000. Đó, chị nào lấy cái này lên mã chữ hồng. Quần sung nha. Cái này hàng đẹp, hàng hot luôn. Trong cái này 89.000. Chị nào lấy cái này lên mã sung hồng cho là được. Sung hồng. Sung sáp. Sung sáp. Sung đen. 89.000 luôn. Nha, chị nào lấy sung chút sung kèm màu. Hồng. Hồng vừa nãy đúng không? Ừ. Bộ 89 cho chị Sophia Văn. Thằng. Rồi chị nào lấy đây. Ưa đọc qua lên gì cũng được hết đấy chị mình đọc. Sophia đừng đừng đừng. Rồi chị nào lấy cái này lên mã gấu đen chung là được. Quần sung nha, bộ này thì đẹp lắm, khỏi lăng tăng, đẹp cả áo lẫn quần và quần toàn bộ là may dằn mông hết. Rất là kỹ. Rồi cho Nguyên cái này đi. Em đi luôn chị em bộ này luôn. Thỏ đen, gấu đen, hình gì đen đi cũng biết. Lên mã hình đen cho Nguyên là được nhé. Đi luôn chị em mình 89.000 luôn hình đen. Comment hình đen 89 cho Nguyên là được. Hình đen 89. Chữ hồng 89 và chữ đỏ 89 luôn. Xem cái bao này. Em xem cái bao này để làm nghĩ nè. Ủa, đó, ok. Đọc dưới này cho em. Đọc cái bảo dưới này cho em. Rồi một bộ chữ đỏ nữa lên hết. Nó lên bộ chữ đỏ. Cũng được, chị mít 65 cũng được. Hồi trước đó chị nào hỏi quần sung thì em thải quần sung xuống đó mà cuối cùng giờ không lên nổi nữa. Rồi chị nào lấy chữ đỏ comment chữ đỏ cho Nguyên là ok. Lên mã chữ đỏ cho Nguyên là được nha. Chốt lên chữ đỏ cho Nguyên nha. Rồi cái này em bán tặng hết lẽ phải rớt rớt lại nè. Ủa, chữ hồng còn không ta? Chữ hồng còn hết. Chữ hồng hết rồi. Còn chữ hồng này tương tự nè. Tương tự đi, bỏ cho chị Nguyễn Thu Thủy đi. Cái này em bán tặng chị em mình size 48 độ về. Chân váy tặng 19 cao luôn. Cho chị nào đang có đơn đó. 48 độ về 19 cao nhưng mà chị nào đang có đơn hẳn chốt những con này dùng lên nha. Riêng cái cọc này chị nào đang có đơn hẳn chốt dùng em những cái con này nha. Thì cái này em bán tặng cho nó gọn luôn cái bao hàng lẻ này nè. Có đơn hẳn chốt mấy con này nha chị em mình ơi. Rồi chị nào lấy cái này lên mã chân váy 19k cho khách đang có đơn. 19k nhé, cho khách đang có đơn 19k cho chị. Chân váy cho chị. Con này thun tháo thái đỏ chung là được. Comment mã thái đỏ chung là ok. 62 ok. 45.000 luôn. Comment má thái đỏ 45, 62 ok. Thái xịn luôn ấy. Thái xịn luôn ấy. Hàng lẻ, hàng xả đồ. Các thể loại trong này. Ây ơi, cái quần này em nói nè. Đã ơi là đã luôn, nhưng mà 48 độ về. Đồ xuống quá trời, nên còn 3 bộ đây chị.
Đấy, còn mấy bộ đây nè, lẻ lẻ như màu đen này, còn mấy bộ màu đen nè. Màu đen, còn này màu hồng. 48 độ về, quần xịn cho Nguyên nhá. Hàng này em đang đi 169.000. Em đi cho em 100 luôn chị nè, thấy đỏ này chị. Comment lên mã 100 cho Nguyên luôn. 169 của Nguyên đấy. Comment mã 100. Thì nào lấy riêng 100, chút riêng 100 cho Nguyên được. Cái này bị lỗi. Thấy đỏ em hết rồi. Hả nào, chút chị ngát luôn. Nó bị lỗi chỗ này đấy. Lỗi. Lỗi gì chị Hằng? Cái này không biết gì lỗi. Lỗi gì. Đấy. Đấy. 45.000. Chị Hà bị dơ đấy nè hả? Thấy không? Xe 35.000 luôn đi. Xe 35.000. Nêu cho Nguyên 35.000. Riêng 100 cho chị Hoa Chiến. Nêu lỗi 35.000 bị sực nhẹ. Bị dơ xíu, sực sực nhẹ xíu dễ mình phải giặt được. Lan này mới chạy vào 55.000. Lan size 50. 55.000. 35 cho chị Trần Thị Kim Cúc. Ôi, lan ngố nữa chứ. Lan ngố nữa chứ. Đi 39.000. Âu lộn 49.000 đi. 49.000 lăng. 49.000 lăng. Nhận cái bộ lăng 49.000 của dòng Nguyên về đi. Rồi con này 52 đổ về. 52 đổ về. Quần sung nhá. Quần sung lắm. 49 cho chị Nhung Nguyên. Cái ống này ống nhỏ thôi. Cái này ống nhỏ thôi. 39.000 caro đi. 52 đổ về. 39.000 caro luôn bạn. Rồi cho Nguyên con này áo bố này. Áo bố hàng này hàng nội địa Trung luôn. Nó không quá dài mà mang sướng. Cho này 62-65kg. Chốt 62 cho thông thả. Chị em mình lên mã áo bố chung là được nhá. Chị em mình lên bố chung là ok. Lên áo bố đi mấy tiền ta? 59.000. Áo bố như hàng hàng nội địa Trung luôn. Nha chị nào lấy thì phạm thì Trung hiếu. Cái này lên mã áo bố chung là được. 59.000 cho mình ok. 459 cho em. 459 kê cái đào ra. Xích cái đào ra. Xích cái đào ra chứ không là em bất động. Rồi lên mã bò. Bò lanh bò này. Lanh bò này. 59 cho chị Âu Thị Hằng Nga. 50-52 đổ về. 49.000 lanh bò lửng luôn. Nha chị nào lấy lanh bò 49 chốt. Cái này trong hàng xã rồi. Bao nào bao hàng xã rồi. Rồi nha chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên này. Comment lanh bò 49k. Quần nam dài, quần gió nam dài, size là size 62 đổ về là ok. 49k luôn. Quần gió nam, quần dài nhé. Quần gió nam và quần dài như vậy mà nói 49.000 luôn hè. Quần nam dài 49 chị em mình lên nam dài 49 cho Nguyên là được con có. Nam dài 49k. Comment lên nam dài 49 cho Nguyên được. Và một con quần quần công sở size 57 ok. Hàng này hàng 95.000 của Nguyên. Con này hàng 95 lần. Em đi kẻ mình con này 65.000 luôn. Công sở nhá, caro. Em nhớ cái quần nam mình còn ở đâu chị? Quần nam chị đang cầm. Đúng không? Quần vợ cho chị Nguyễn. Ở đâu? Ở đâu? Sale luôn 49.000 đi. Con này em đi giảm 65.000 caro. 65.000 caro. Chị nào lấy caro lên caro. Cái quần nam 65 chị đang hàng. Cái này mình còn. Quần này là quần mì. Mì xước xịn luôn. Không phải là quần có tông nhé. Màu cặp nữa rồi. Con sợ chị Năng hả? Mày đi. Xeo máy ta. Màu 95 này, xeo máy em đặt đâu lắm. Nãy nam dài cho chị nào còn cái này. Sai cùng sai 62 này chị. Cùng sai 62 này. Nãy nam dài chốt trai. Đó. Chốt trai rồi. Cho chị Ngân Hà. Quần nam gió cho chị Ngân Hà. Cho chị Phạm, Phạm Thị Trung Hiếu. Quần gió cho chị Phạm Thị Trung Hiếu. Cho chị Hoa Ti Vô. Rồi còn size dưới 60 thì chị em mình 55-57 đổ về. Chị Hoa Ti Vô. Còn 55-57 đổ về thôi. Quần này còn size 55-57 đổ về á. Còn 55-57 đổ về thì dạng đẹp, hàng này hàng công ty, dạng nhìn cái dây cũng đẹp. Cái cặp lưng này. Còn ít nè em thải lên bán tặng thôi.
Đây cái này mình còn không? Hết rồi. Đúng không? Coi trong cái thùng ấy. Cái thùng trong đó kìa, thùng đồng hồ á. Em vẫn mua cái đợt cái quần súc nó mà nhìn bán đẹp vậy. Bữa nay em xem nó cũng 39 nghìn này. Mang cái quần nghiền xịn sò đi có 39 nghìn. Rồi Nguyên còn 57, 60 độ về nhé. Bí chi hè, bí nhỏ em hết rồi. Sao gì đó? Sao 35 à? Rồi còn 57 với 60. Cái này em còn 2 hộp nè, bỏ đó cho. Cái này em còn 2 hộp nè. Ngọc cho Nguyên nè. 57 cho chị Hào Trần Thị. Ê, còn hồi nãy còn một cái xay 62. Hồi nãy cho chị Yến Nguyễn luôn chị. Yến Nguyễn có một cái này. Nhìn lại thêm ra nè. Hồi nãy có cái nào chưa? Có rồi. Có rồi thôi. 57 cho chị Hào Trần Thị. Chị ơi lấy số ký cho em đi. Sophia Valentine lấy số ký cho em đi. Còn 57 với 62. Ông ơi lụng 57 với 60. Kêu luôn 49 mà. Mà em lấy phần đùi nó ra đó. Quần nào? Phần đùi về với đợt nha. Ừ. Nhớ không? Ừ. Cho chị Sophia Valentine. Cái quần này đẹp chứ này, màu xám này có một cái này. Em ơi, size đến 60 ok. Dài ơi là dài luôn. Cái này có khóa kéo hai bên nhé. 60 cho chị kéo một lúc. Cái này em còn 2 hộp. Em đi nót quân 49 này đi. 2 hộp, 60. Lên mã ngọc không? Em xem luôn hộp cam này. Hôm bữa khách nào hỏi cái hộp này tới lấy 5 hộp một lần mà không có để tặng cho em. Ok. Ngọc cho Nguyên. Trời ơi, cái nào mình chẹp mua về mua tặng là đẹp luôn. Hàng này tới xong mình ngồi phì phì ở bụng ghê thì cái chứ. Cả đóng mơ bụng luôn ấy. Tao bữa nay hạn chế lắm rồi chứ. Mình uống bao nhiêu đó. Có để like xong cứ ăn. Ăn like xong đó bụng cứ ăn sao. Mình ăn nhiều mình không tập. Ăn xong nằm, ăn xong ngồi. Rồi cho Nguyên cái nè. Chị Trần Thị Kim có một hộp. Còn một hộp nha, còn một hộp. Chị nào lấy cái này. Em nói xịn. Tới 201. Ông quên lộn. Cái của nó tới 2 triệu mốt. Chị mình mua về cho mẹ. Mua cho bà gì của mình. Gửi rồi hả? Gửi cái gì hay gửi cho mẹ? Rồi bố đông nán. Gửi mấy bộ. Bên nó gửi mấy bộ. 2 bộ. Xịn hề. Lên mã ngọc trong được 49 nhỉ. Chị Trần Thị Kim Cúc. Rồi còn một hộp. Chị nào lấy cái này lên trình nhé. À, lên luôn chị mình là đẹp mà. Có cái bông tai cũng đẹp lắm á. Bông tai nó mình về mình lấy mình đeo cũng được. Xinh. Đeo cái đâu bông tai cũng xinh. Để trông hướng. Đây cái con quần chi mẫn đã ghê trời. Còn cái chân váy. Còn 3 hộp. Cái này cho chị Lê Kiều Hạnh. Còn 2 hộp nữa là hết. Hàng chi á, cái quần, cái chân váy của họ mới về 105. Bỏ vô 100 luôn. Sao 49 gì nữa chị? Cho chị Lê Kiều Hạnh một hộp. Còn 2 hộp. Này. Hàng 105 của họ size XL. 60 cái ok 105. Chân váy ruby. Cái này đẹp cực kỳ rồi. Khỏi phải lăn tăn con nào nữa. Chân váy ruby nha. Đi chợ mình con này 105. Cho này và cho vô hàng xá rồi. Cho vô hàng lẻ rồi. Rồi chị em mình lấy mã chân váy cho được nhé. 105 chung là ok. Chân váy ruby size 60. 105 trang. Cái này quần này xịn lắm nè. Nhưng mà giờ mang thì nó hơi nóng. 57 độ về. Ở ngoài của nó là mì cao cấp. Ở trong của nó là nhung mịn như thế này. 49 nghìn luôn cho size 57. Hàng này tới hàng 125 ấy. Lại trong này em sale luôn chị em 49 nghìn mua để dành được. Tại quá. Qua mùa lại không có mà giá cao. Hàng đi 125 nghìn. Giờ ngồi chị em sẽ mua cao hơn chứ. Rồi nhớ chị nào lấy cái này lên luôn dùng luôn. Comment mã này là mã. Ui không lai lại đâu chị em. Hình như chị Diệp Kiều Phương là khách ghế lái đúng không ta? Đúng không? Cái chị Ngân Hà đi chị. Khách ghế lái thì tranh thủ ghé sớm luôn dùm em nhé.
Cái này size 55 đổ về con cái 95.000. Em đi chị em 65.000. Rồi lên cộng sợ caro cho được nhé. Còn một cái ủa nó size 49.000. 55 đổ về công sở Betty ấy. Caro nha. Đi luôn chị em mình con này 65.000 còn cá. Đây mà công sở 65 cho nên mà được. Eo chân váy. Chân váy này là chân váy Quảng Châu size to. 62 ok, 95.000. Em bán tặng 69.000 luôn. À lấy rồi à. Chị hồi sáng hết máy cam rồi ok. Em nhớ ngày hôm qua hôm nào lật lật cầu thang là thấy. Con này đẹp lắm mà size to, số 2 cái ok. Phải không? Hàng nguyên đi 95.000 đúng không? Là giá sale rồi. Em đi giảm 69.000 luôn. 62 đổ về trong máy quảng trang. 69 triền luôn. Đây này kìa. Cái này còn cái size 48. Ai nhanh có, Quảng Châu không? Hai cái size 48. 69 cho chị Trang lên. Hai cái này size 48 đổ về, một cái màu kem, một cái màu nâu. Đi 49.000 luôn. Nha chị nào lấy quần 48 đổ về, một cái màu kem, một cái màu nâu. Sale luôn 49.000 một cái. Sale luôn, ở đây còn một bộ thân thó này. Thái tím này, 75k luôn, hết hàng. Chị nào lại hơi nhào xíu nha, bỏ trong hàng lẻ hơi nhào xíu bộ ngố này chị em mình ơi. 75.000, hơi nhào xíu nhá. Bộ thái nhưng mà ở trong hàng lẻ hơi nhào xíu đó. Chị nào lấy bộ thái, comment bộ thái. Chị ơi quần 49 kèm màu cho em đi. Mình có màu nâu, có màu kem. Hai cho chị Phạm Công Hiếu. Có màu nâu, một kem trộn màu cho em nha. Bộ lanh dây. Lanh dây này, lanh ba lỗ. Size 50. Ngố kèm màu cho em đi chị. Rồi trong cái này em đi giảm 49.000, size 50. Cái này cưng. Cái này cưng. Lanh trong này được 49k size 50. Lanh 49k cho size 50. Con này hàng 787. Hàng này 68.000 đi giá nhập. Em đi giảm con này 45.000, size 52 55 đổ về. Size 52 55 hàng 787. Cái này không nói đi em nhập 68.000. Giảm 45.000 con cá. Lăn cho chị Ngân Hà. Cái gì mà có hình con hình Mickey cưng vậy ta? Lên mã cổ MT nè. Cái gì đen ta? Cái gì đen ta? 45 này. Ủa, tới giờ rồi tới chợ. 45 cho chị Nhung Nguyễn. 49.000 con lửng này, size 57 đổ về hàng MT. Theo nha, biết cây cưng. 49.000. Chị nào lấy áo 49, comment áo 49 cho Nguyễn là được. Rồi một con chân váy trắng luôn. Chân váy trắng. Size này 50-52 đổ về ok. Chân váy trắng size S, chân váy dài như này nè. Hàng này hàng size 95.000. Chị nào lấy cái này em bán hàng giảm 69.000 luôn. 69.000 chân váy kaki và hàng Quảng Châu nhé. Size S. Size 50-52 cũng được. Size 69.000. Cái gì mà còn 1 đô không đi chứ. À quần nam nữa. Quần này quần hàng xúc với chị em rồi nè. Nó xịn lắm. Quần ngố đen em lên rồi. Size này răng không nữa chị em. 69.000 đó. Chốt rồi. Hàng xe 95 đã thấy rẻ rồi. Chị con này hôm bữa hình như là hàng 80 kg không ta? Xe 36. Xe 36 này 80 kg hàng xúc này. Nè. Chốt 75 đi cho nó không thả. Nó xịn ơi là xịn, chốt bán tặng chị nào đang có đơn. Bán tặng cho chị nào đang có đơn, xe 36 con cá em tặng thôi. Xịn lắm, đi mua mấy trăm nghìn con nè. Cái này mấy ông tay ông hay mang. Cái này mấy ông tay không hay mang. Rồi chị nào lấy cái này lên mã tặng thôi. Comment mã tặng thôi. Size 30. Size 36. Tặng size 36. Và tặng size 31. Phải đẹp lắm. Hàng xúc cái gì vậy mà nó. Tặng 36 và tặng 31. Tặng mấy chị không đặt. Cho chị nào nãy giờ đang có đơn chị. Cho chị nào nãy giờ đang tương tác đi. Còn chị nào là nãy giờ không nhưng có đơn. Nhưng mà phải tặng lên số size chứ tặng không biết. Cái đầu tiên là size size 36 rồi size 80. Size 80. Còn cái sau size 31. Hồi nãy cái quần ngố chị. Cái quần ngố. Cái quần ngố hồi nãy chị dơ lên đâu rồi? Cho em đi.
39.000 con này. Tăng 36 con này chị size 26. Con này size 26 đẹp lắm. Con này nguyên 52 kg vẫn mang, 54 kg vẫn mang được cái này. 54 kg vẫn được mang size được size 26. Cái này mình hết hàng luôn rồi bạn ta. Chị Hà. Cái này mình hết hàng luôn rồi chị Hà. Đừng gối này. Đây Quân mang hai quần và ông xỏ size 26 gì em xem. Tặng 31 cho chị Nga Cường. Ba chín nghìn. Cái này chốt chị em mình tại vì mang hai quần lận. Kaki Nam 31 em hết rồi. Cái này chị em mình tầm khoảng 50-50 là ok. Nha vị hàng không giả này chốt mang cho nó thông thả. Em bán tại chị em con này. Lên mã 26. Thì chị em mình 39 nghìn con này luôn. 39 nghìn. Con này đi 39 nghìn kem. Chị nào lấy kem 39 chốt. Rẻ quá. Kem 39 cho chị Ngân. Đẹp lắm, form này đẹp lắm. À cũng chạy 79 nghìn. Ring loe. Cái này ghi lỗi, mất lỗi gì. À bị dơ này. Cái này bị dơ này chị em mình ạ. Size L 55 đổ về bị dơ xíu không phải lên. Ui. Dơ xíu này giặt được. Cái này mang tặng 79 nghìn đi. Size 57 đẹp chưa? Ring nha, size 57. 79 nghìn đi, hàng này hàng 149 nghìn của em này. Dơ xíu chỗ này. Đây nhà em bỏ trong hàng lỗi đây. Bị dơ xíu chỗ này nhá. Lên mã ring size L, không phải lên. Không phải lên. Bắt ghi. Không phải loe rồi, em tưởng loe. Sao gì đó? 36 à? 35. Dính mực rồi. Dính hơn nữa. Dính xíu mực rồi. Sao 35, dính xíu mực rồi. Đó, đó vô. 79 nghìn. Riêng 79 cho chị Nhung Nguyễn. Sao 35, bị dính xíu xíu mực một trước này. Mực cũng lâu. Bà chứ ai? Không. Xong rồi thấy được cái mặt ra. Cái chân dính mực đó. Cái này mang tặng 39 nghìn đi. Bị dính xước mực rồi. Sao 35? Cái này đừng mặc không. Mặc đi. Mang với mặc chứ. Dép mặc với mặc. Dính xước mực nha. Nhận hàng về nó không có, có được ưng ý. Nó tặng cho người ta rồi. Cái này gì ta? Vải. Con vải này được nào ta? Đừng có nghĩ. Được nào ta? Sao con đang vái này cưng nhỉ? Ui đẹp này. Đằng sau này. Mang bà ra trong. Đẹp chưa? Cái sao dây cọc trước. Dây cọc trước cưng này. Nó sai gì đó. Nó sai hàng này phải đi sai. Tầm khoảng 52 độ về đây chút được 50-52. Đẹp chưa? Con này lên vái 49 cho Nguyên đi. Con nó quần gì? Quần xịn à? Giảng chéo rồi. Mấy giờ rồi? Ui, 10 rưỡi rồi. Thôi ngưng đi. Thôi ngưng đi. 10 rưỡi rồi. Mấy thằng ngu. Thấy. Bốn chín thì không nghĩ đi chứ về chứ trễ rồi thấy ai mà nói đây nói đây ồ con này 50 dép hết rồi tao đưa ra máy sát đưa lên cho nó gọn đi máy sát được máy sát. Lên mặt khăn 30 nghìn hai cái luôn. Còn được máy sách chị em mình lên luôn dùng cái này. Khăn mặt trong nguyên nhá, hàng 100% cốt tông. Mở ra nó không chị em mình ra đây nhiều. Phải 49 hình như khách chốt rồi đi chị. Cho chị mở nè. Khăn cho nguyên là được. Tới giờ đấy. Lên khăn cho mình là ok nha. 60.000 cho hai cá. Chị em mình lên khăn 60 cho mình là ok. Ôi lộn sorry, 30.000 cho hai cá. Con này chăn váy đuôi cá. Khăn 30 thôi nhá, chốt luôn như vậy. Còn máy cặp nó chốt luôn cho nó gọn đi. 30.000 cho hai cá. Chăn váy đuôi cá, cái này đẹp ơi là đẹp. 52 độ về là ok. 49.000 luôn. Đẹp ơi là đẹp nhá, không phải hàng sổn sổn hàng 6 đâu. Rớt mã là em bán tặng đấy. Ba thì thủy quần ngố size L cho 52 bán tặng 19.000 quần đùi size F cho size 50 thôi 19.000 trắng 19.000
Má nắng dài phía sau 98.000. Chân váy này chị, chân váy cho chị Trung Hiếu. 19k luôn á. 19 kèm màu cho em đi. Anh chị nào đang có đơn. 19 kèm màu. 19 kèm màu cho em. Từ xé thì bằng đăng tím này. Quán chị Trung Hiếu này. Cái này nãy mái. Đen nữa nè. Hàng đấy nó đẹp mà. Không phải đẹp quá. Phía trong lại trong hàng xã nữa nè. 29.000 luôn. Cho nó vui. Có tông tàu em đi 69.000 đó. 57-60 cơ. 19.000. Một cái cho chị bằng lăng tím. Màu đen. Màu trắng cho chị Trung Hiếu. Rồi cho nguyên con này đi. 29.000 con này. 29.000. 29B. Trời ơi, hàng 69.000 của người ta. 29 cho chị đã có đơn chị đây. Rồi con này đi 29.000 luôn. 29.000 cam size 60. 29.000 đen, con này chắc đuổi lụa này. Size 60 ok. 29 cam, 29 đen. Con này chắc đuổi lụa nha. Hai chín cam, 29 đen thì dạ đáng lót mấy con này nữa. Giờ cũng dở tập 6 rồi được. Hửng lắm ra. Cái này là 29.000 vô. Thôi ngưng dẻ bà này tốt. Mai chín tiếp thôi. Ngồi giờ ngồi nắp ngát. 29 cho chị 3 chén. Ruby size 48 này. 55k luôn. Hàng 69.000. Ruby size 48. Eo, cái này em nói xịn trong trong cái chỗ đóng bao còn cái này. Không phải cái này. Cái này bật ra. Đang cho chị Nga Cường. Em thử một cái xã không thôi là ba mẹ ba hàng xã không đâu lẽ cam cho chị Trần Thị Kim Cúc có tên hết trơn 57 độ về đây mã ngố dài 888 60 khách chốt luôn rồi chị ơi mã này không đi dạo anh bao nhiêu tiền 79.000 đây mã bộ ngố quần của nó là quần ôm áo rộng phủ mông dấu quần lên luôn dùng nguyên con lên mã ngố 79.000 bà ra cho nguyên con này đi mấy tiền thôi 39.000 luôn đẹp con này hàng đang hot 39.000 hơn 60 bờ ra trong được ba da trắng 39k cho em bờ ra không, trắng không 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 được không được cái này là bao nhiêu tiền 39.000 không con này của chị Thi Phương một tháng rồi có đơn mà không được hàng nó hàng mình đi bao nhiêu tiền 49 hay 59 gì đấy bỏ cho chị đi chị đang comment đây chị có rồi đó chị Thi Phương Nguyễn còn một cái màu đen hả thấy trong kia cũng màu trắng mà thấy trong cái chỗ bàn nó cũng có một cái màu trắng bốn chín trong nguyên là ok mà sao mình nhìn cái này mình nhìn trong điện thoại này cái mặt mình nhợt nhạt như thế không hiển buồn ngủ hay sao ấy? Rồi trong nguyên con này bồ lụa 55 độ về em xe 49.000 luôn hồi nãy chờ thi phương ngủ ngay bờ ra cái bộ lụa trong nguyên 55 độ về cũng xây giảm 49.000 luôn lụa eo con này đẹp hàng Hidoli 62 độ về con cái 59.000 chị nào lấy áo nam 59 chốt bộ lụa bụng chuyện cho chị áo nam 59.000 chốt lên cho nguyên trong hiếu tao áo nam cho nguyên đi đẹp lắm con này đẹp. Màu gì mấy cái bộ hạt này bốn bộ hạt này em sale luôn 49.000 đi bộ lụa cho chị Ngân Hà lấy mã lụa hồng chung là được 55 độ về nha lụa hồng 55 độ về chị nào lấy lụa hồng 55 ký độ về chốt ôi điện thoại happy luôn ôi điện thoại happy luôn đồng hồ happy luôn rồi rồi lấy mã lụa hồng chung là được nhá 49.000 luôn size này là 55 độ về hàng may viền rất là kỹ nguyên còn áo chống nắng vô đỏ có quần loại mua sẵn thôi trời ơi thằng gu e nó bây giờ tìm đố tìm ra sao có 99
xịn đúng không? Em nói riêng cái gì hàng hãng cứ mua đi, không bao giờ có hàng mà một lần săn được hàng sale. Áo của họ tới 800 mấy nghìn mà không biết, đi chơi cao mình có 100 hai mấy nghìn. Giờ làm gì còn hàng. Thậm chí cái size to bự nhiều khách không vừa cũng lấy về để bóp vô, để mà mang lụa hồng chị Nga thường 49 nghìn do không có hàng đâu. Nhiều khách có 5 mấy ký mà lấy cái size 2 về bóp vô mà. Năm nay không có hàng đâu. Lanh em còn giờ chắc không lên nữa đâu. Còn hai tập lên, tập lanh thôi để mai đi. Sẽ đang xe 55 nè. Áo gió sau là áo gió nữ chị. Rồi thôi ngưng like dạ mình này, hàng dạ mình ngày mai nhé. Ngày mai nha dạ mình ơi, bye bye cả nhà nhé. Nhưng giờ đâu có lên dép nữa đâu. Lên dép nè. Ừ, cái gì đầu like mai yêu cầu nha. Giờ có lên giường chứ lên dép nha. Nên ngày sau vậy ơi. Rồi ngưng ngưng like nha. Tắt like nhá. Rồi bye bye cả nhà, hẹn trẻ mình ngày mai đi. Ngày mai chính tiếp nha. Rồi bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà ngủ ngon. Ngưng đây. Kệ ngày chủ nhật cho bà Chiến. Trẻ mà không cài thôi, già cài được đâu. Giờ lo còn cài chứ. Chờ mày có chờ mà có ăn mới được. Cái già có tìm là có quyền. Về lo cài, trẻ lo cài đi. Rồi bye bye cả nhà nha. Áo chống nắng sao vậy gì à? Con này là hàng giống như là hàng dịch kim á. À cái mô. Cái này à. Cái này là mì mì Faberly. Cái hàng này người ta chạy 115.000, 125.000. Rồi ngưng like, dạ mình nói với bye cả nhà nha. Chúc cả nhà ngủ ngon, hẹn chị em mình ngày mai.